lời đại phu đã phân phó, đã chuyển biến tốt, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, âm thầm thán phục, không hổ danh là người của quỷ y. Như hữu đạo chú ý trên mặt Lê Vô Hoa còn có nước mắt. Đợi Lê Vô Hoa dặn dò nha hoàn xong, tư đồ diệu lại hỏi, người bên trong quan hệ như thế nào với quỷ y? Lê Vô Hoa nghe xong, nghiêm túc trả lời, là đệ tử của quỷ y. Đệ tử quỷ y, nghe xong, ai nấy đều nổi lòng tôn kính. Thuộc hạ và đệ tử của quỷ y không cùng một khái niệm trong giới tu hành nhiều năm qua chưa từng nghe nói đến đệ tử quỷ y. Lần đầu tiên đệ tử quỷ y xuất hiện, cũng là lần đầu tiên bọn họ được tiếp xúc. Nghiêu hữu đạo một tay cầm kiếm, một tay xoa cầm. Hắn phái người giả mạo đệ tử quỷ y, không nghĩ đến lần này đụng phải đệ tử thật của quỷ y. Rất nhanh, đứa bé còn đang hôn mê được ôm tới. Lê Vô Hoa không để ý đến mọi người, nhanh chóng bước vào nhà bếp, đóng cửa phòng lại. Trong phòng, người đàn ông kiểm tra cho đứa bé đang nằm trong tả lót một lần, sắc mặt có vẻ ngưng trọng, nếu chậm thêm hai ngày nữa, chỉ sợ sẽ không cứu được. Tiên sinh có bản lĩnh như vậy, nhất định có thể chữa được. Lê Vô Hoa lấy lòng một câu, vô cùng chờ mong. Người đàn ông bắt đầu dặn dò người làm chuẩn bị trong nhà bếp, cũng không cần ba cái nồi và bếp, chỉ cần một cái là đủ. Nhưng quá trình chữa trị cho đứa bé, người đàn ông cẩn thận hơn so với chữa trị cho Hải Như Nguyệt rất nhiều. Đứa bé vừa mới sinh không được bao lâu, thật sự quá mỏng manh. Đứa bé này đã bị hôn mê, cho dù không cần chế trụ cũng không khóc được. Người chờ đợi bên ngoài đã có người rời đi làm công việc của mình, cũng có người đi qua đi lại, có đứng có ngồi, cùng nhau chờ đợi. Thời gian lần này rõ ràng lâu hơn lần chữa trị cho Hải Như Nguyệt. Mọi người không khỏi lo lắng cho Lê Vô Hoa, bọn họ đều biết Lê Vô Hoa rất coi trọng đứa con trai này. Nếu nó xảy ra việc gì ngoài ý muốn, sợ là Lê Vô Hoa khó mà đối mặt. Mãi cho đến trời tối, phù thứ sử đèn đuốc sáng trưng, cửa phòng bếp mới mở ra một nha hoàn ôm đứa bé được bọc kỹ cùng với hai nha hoàn trái phải cẩn thận bước ra nhìn vẻ mệt mỏi nhưng vui mừng của mấy nha hoàn chắc hẳn kết quả không tệ lúc này từ đồ rượu mới dẫn đầu bước vào nhà bếp bây giờ đã chữa trị xong cũng không tính là quấy dày người đàn ông đã hơi mệt mỏi toàn thân ướt đẫm mồ hôi đang cầm cái khăn lông không ngừng lau mồ hôi chữa trị cho đứa bé này đã tốn không ít tinh lực của y vẫn là câu nói kia đứa bé quá nhỏ nhất định phải rất cẩn thận Lê Vô Hoa ở bên cạnh nịnh nọt, nói chắc là không có vấn đề gì. Có trời mới biết có bị tái lại hay không, nếu tự cao tự đại đắc tội người ta, chẳng may có vấn đề gì, còn phải nhờ người ta lần nữa, không coi người ta là tổ tông cũng không được. Tư đồ rượu chắp tay, tiên sinh vất vả rồi, sắc trời đã tối, ta đã bảo người chuẩn bị rượu thịt. Lời còn chưa dứt, người đàn ông đã cắt ngang, chuẩn bị nước nóng cho ta, ta muốn tắm một chút. Được, được, lập tức có ngay, Lê Vô Hoa liên tục đồng ý sau đó phất tay bảo hạ nhân đi làm. Tư đồ diệu im lặng, lại bị đối xử như vậy lần thứ hai trước mặt mọi người, tư vị nhiệt tình nhưng lại bị hờ hững như thế quả thật không dễ chịu chút nào. Người đàn ông chẳng thèm quan tâm, bỏ hết đồ đạc vào trong giỏ trúc. Vừa nhấc lên, Lê Vô Hoa đã bước đến định giúp y mang đồ. Người đàn ông đưa tay chặn lại, đồ của y, tự y mang trên lưng, không muốn người khác làm thay, cứ như vậy bước thẳng ra ngoài. Mọi người, bao gồm như hữu đạo, đều thành thật tránh đường, ánh mắt trông mong nhìn người đàn ông bước ra khỏi nhà bếp lê vô hoa vui vẻ đi theo đằng sau ra khỏi nhà bếp lại tất cung tất kính dẫn đường vợ bị người ta thấy hết lại còn phải hạ thấp mình tư đồ diệu cảm thấy quái lạ phát hiện tên khốn kiếp lê vô hoa này có phải làm hơi quá rồi không khi sư phụ còn tại thế cũng không thấy ông ta cung kính như vậy trong nhà bếp mọi người lại nhìn nhau hoàn toàn im lặng chỉ còn âm thanh của hai hạ nhân đang tắt bếp quản phương nghi sen lẫn trong đám người âm thầm tặc lưỡi cái gì gọi là nghiêu nhân đây mới chính là nghiêu nhân không cần lấy quyền lấy thế cũng có thể khiến cho người ta ngoan ngoãn nghe theo hôm nay bà ta xem như được mở mang tầm mắt nghiêu hữu đạo cười khan không có việc gì không tìm đại phu một khi có chuyện đại phu là trên hết bình thường đối mặt với đại phu cũng chẳng có chút tôn nghiêm đúng là một thói quen tốt nghe nghiêu hữu đạo nói từ đồ rượu lắc đầu cười khổ dẫn đầu bước ra, những người còn lại cũng lần lượt đi theo. Sau khi đến thăm Hải Như Nguyệt, Lê Vô Hoa lại đến phòng con trai, ngồi xổm bên cạnh chiếc nôi, kiểm tra sức khỏe cho bé. Huyết khí suy kiệt đã được chặn lại, đang chậm rãi khôi phục. Ông có thể xác định đứa bé đang ngủ say, không phải hôn mê, có thể thấy được nó đã thoát khỏi đau đớn. Lê Vô Hoa nhẹ nhàng thở ra, căn dặn đệ tử bên cạnh nhớ cho đứa bé uống thuốc đúng giờ. Sau khi bước ra ngoài, ông lại nhanh chóng đến phòng của đệ tử Quỷ Y thủ vệ bên ngoài báo lại, y vẫn còn đang tắm rửa bên trong. Thế là Lê Vô Hoa chờ bên ngoài, cửa mở ra, đệ tử quỷ y bước ra ngoài, khôi phục lại sự phiêu giật, nho nhã như trước, chỉ là đã đổi một bộ thanh sam khác. Lập tức có người đi vào thu dọn, Lê Vô Hoa chào hỏi trước, sau thử dò xét, ta đã chuẩn bị rượu thịt đầy đủ cho tiên sinh. Trưởng môn tệ phái muốn tự mình tiếp khách, người đàn ông nói, không cần, ta không thích xã giao với quá nhiều người. Lê Vô Hoa đành phải cúi đầu xưng phải, đang định dẫn đối phương đi dùng cơm người thu dọn trong phòng ôm quần áo của người đàn ông bước ra quần áo của ta người đàn ông nhìn thoáng qua lên tiếng hỏi lê vô hoa vội nói hạ nhân sẽ giặt sạch giúp tiên sinh người đàn ông ngẩng đầu nhìn đèn lồng dưới mái hiên ta mượn ngọn đèn dùng một chút lê vô hoa không hiểu nhưng vẫn tự mình bay lên tháo đèn lồng xuống người đàn ông cầm quần áo của mình bước xuống bậc thang lê vô hoa nghi hoặc cầm đèn lồng đi theo ngay trong viện Người đàn ông ném quần áo của mình xuống đất, cầm đèn lồng từ trong tay Lê Vô Hoa, rút dầu bên trong ra, vẩy khắp quần áo, sau đó ném cả bấc đèn vào trong bộ quần áo. Phụt, ngọn lửa bốc lên, đốt sạch bộ quần áo. Lê Vô Hoa kinh ngạc hỏi, tiên sinh đây là, về sau ta không mặc màu trắng nữa. Người đàn ông ngồi xuống, đẩy quần áo vào trong ngọn lửa, tự tay đốt quần áo của mình. chương 828, Vô Tâm 2, Lê Vô Hoa không hiểu, chẳng lẽ y có bệnh thích sạch sẽ. Tuy nhiên, ông phát hiện ánh mắt của người đàn ông này không hề rung động chỉ nhìn chằm chằm bộ quần áo hình như có cảm xúc kỳ lạ nào đó giống như đang hoài niệm đang cáo biệt bộ quần áo tóm lại ánh mắt rất phức tạp rất nhanh ánh mắt người đàn ông khôi phục lại bình thường đứng dậy trả đèn lồng cho lê vô hoa ánh lửa hừng hực rất nhanh giảm xuống người đàn ông dứt khoát quay đi dưới ánh lửa yếu ớt chiếu xuống bóng lưng của y dần dần khuất trong bóng tối không quay đầu lại trong nhà ăn người đàn ông không muốn ồn ào không cần hạ nhân hầu hạ, chỉ có Lê Vô Hoa ngồi ăn cùng. Mặc dù nhiều lần bị người ta làm mặt lạnh, nhưng Tư Đồ rượu dậy mãi không sửa, vẫn không chút giận dỗi, vẫn muốn tạo với quan hệ với Quỷ Y. Tuy nhiên, làm thế nào người ta cũng chẳng phản ứng đến ông ta, Tư Đồ rượu lại phải thất bại trở về. Hết lần này đến lần khác không thể phát tác, cũng không phải ông sợ người đàn ông này, mà là sợ Quỷ Y sau lưng y. Trong bữa cơm, Lê Vô Hoa không nhịn được liền hỏi, trước mắt ta còn chưa biết tôn tính đại danh của tiên sinh không biết tiên sinh có thể nói hay không đương nhiên ta biết quỷ y không muốn công khai nếu tiên sinh không muốn công khai xem như ta không hỏi chuyện trị liệu hôm nay ta nhất định sẽ giữ bí mật sẽ không tiết lộ nửa chữ với người ngoài đôi đũa trên tay người đàn ông dừng lại im lặng nuốt thức ăn trong miệng đột nhiên nói ta và sư phụ không giống nhau sư phụ danh chấn thiên hạ nên không cần tên còn ta mới ra đời vẫn cần cái danh cũng có thể bớt chút phiền toái lê vô hoa không thể không nói theo gật đầu đáp tiên sinh nói đúng lắm người đàn ông nói vô tâm lê vô hoa sửng sốt nghe không hiểu cái gì vô của không có gì cả tâm người đàn ông chỉ tay vào ngực của mình tên của ta ồ lê vô hoa bừng tỉnh hiểu rồi tên của tiên sinh là vô tâm nhưng trong lòng lại thầm nhủ đây là pháp hiệu nào có người dùng làm tên chứ người đàn ông nói chuyện chữa bệnh ngày mai ngươi giúp ta công khai đi lê vô hoa ngẩn người hỏi lại chủ động công khai người đàn ông nhẹ gật đầu không nói chuyện nữa cúi đầu cầm đúa, tiếp tục ăn cơm như hữu đạo ngồi ngay ngắn sau án thư dùng bút than viết vù vù trên trang giấy quản phương nghi gõ cửa bước vào sau đó đóng cửa lại người không đi là đúng rồi người ta không thích tiếp khách từ đồ rượu lại bị hố lần nữa như hữu đạo cười ha hả ha, hai mẹ con họ như thế nào rồi đúng là đang khôi phục người khoan hãy nói chỉ tùy tiện một đệ tử quỷ y thôi cũng khiến cho cả đám vạn động thiên phủ phải xấu hổ a à, người đang vẽ tranh vẽ ai vậy quản phương nghi bước đến trước án thư ánh mắt sáng lên phát hiện người này đang dùng bút than vẽ tranh vội vén váy bước đến bên cạnh nghiêu hữu đạo biểu hiện vui vẻ như thiếu nữ chẳng có gì đặc biệt mấy thứ vặt thôi nghiêu hữu đạo thu bút sau đó quăng cây bút than ra ngoài phủi tay dựa lưng vào ghế quản phương nghi tập trung nhìn phát hiện là một bước chân dung cũng không ai khác chính là đệ tử của quỷ y. Bà ta cầm tờ giấy, hỏi, vô tâm, ngươi vẽ y làm gì? Vô tâm, như hữu đạo quay sang nhìn bà ta. Quản phương nghi giải thích, lê vô hoa hỏi tên y, y bảo tên vô tâm, vô của không có gì cả, tâm là tim. Vô tâm, cái tên này, như hữu đạo bắt đầu suy nghĩ. Hành vi của người này có chút kỳ lạ, đem quần áo của mình đi đốt, còn chủ động bảo lê vô hoa công khai chuyện y giải độc chữa bệnh. Quản phương nghi lại nhảy, đem chuyện mà mình biết nói qua một lần vốn như hữu đạo đã dặn bà ta đi tìm hiểu người này không còn mặc đồ trắng nghiêu hữu đạo dựa vào thành ghế tay sờ cầm suy nghĩ loại người như hắn bất kỳ điều gì khác thường cũng dễ dàng tác động đến hắn khiến hắn phản xạ có điều kiện đại diện cho mức độ suy nghĩ của hắn bình thường ta bảo ngươi vẽ giúp ta ngươi cứ lề mà lề mề còn nói không vẽ cho ta bây giờ ngươi vẽ y làm gì quản phương nghi cầm tờ giấy bất mãn nói bà ta rất quý bức họa của mình, thậm chí còn có cảm giác tiếc núi ta sinh quân chưa sinh. nếu có thể gặp như hữu đạo sớm một chút, bà ta sẽ cố lưu lại dáng vẻ đẹp nhất thời trẻ của mình vĩnh viễn. vẽ cái tên vô tâm đó làm gì? như hữu đạo im lặng suy nghĩ, chợt nhớ đến hình ảnh vô tâm dừng bước trò chuyện với hắn y không phải là người nói nhiều. có ý gì? quản phương nghi không hiểu, nói nhiều hay không nói nhiều có liên quan gì đến việc ngươi vẽ chân dung của người ta? Ngưu Hữu đạo đáp, ngay cả tư đồ rượu mà y cũng không thèm để ý, nhưng nghe tên của ta thì lại chủ động dừng bước quay người, người không cảm thấy kỳ lạ sao. Quản phương nghi đặt tờ giấy lại chỗ cũ, ghé mông ngồi lên trên bàn, đối diện với hắn, cười nói, người đừng nói thanh danh của tư đồ rượu chưa chắc khiến người ta chú ý bằng ngươi nhé. Người không cảm thấy rằng ngươi nên khiêm tốn sao, trong giọng nói còn có ý trêu chọc, Ngưu Hữu đạo ấn ngón tay lên môi bà ta, kéo bà ta đến sát mặt mình, nói, nhưng y không phải là người nói nhiều quản phương nghi không hiểu từ khi nào ngươi trở nên thẳng thắn như vậy nghiêu hữu đạo dường như đắm chìm trong thế giới của mình một người không thích nói nhiều thậm chí không muốn xã giao với quá nhiều người cũng không có gì đáng ngạc nhiên nếu như y đã từng nghe nói về ta nhưng lại vì ta mà dừng lại khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn lại còn nói với ta vài câu nhắc đến thiệu thị ở bắc châu nữa ngươi còn nhớ không quản phương nghi gật đầu nhớ nếu ta nhớ không lầm lúc đó y có nói rằng ta đã từng nghe nói người chính là người đã làm cho thiệu thị Bắc Châu chạy trôi chết. Nghiêu Hữu Đạo hỏi lại, người không cảm thấy kỳ lạ sao? Có gì kỳ lạ đâu, có thể người ta đã nghe qua chuyện này của ngươi thì sao? Nhưng y không phải là người thích nói nhiều, cũng đâu có nói nhiều, chỉ nói một câu thôi mà. Vấn đề chính là nằm ở chỗ này, có ý gì? Mạch suy nghĩ của quản phương nghi thật sự không theo kịp tư duy của Ngưu Hữu Đạo, người không phải hoài nghi y là người của Thiệu Bình Ba chứ? Chuyện này không có khả năng, Đám người Lê Vô Hoa đều có thể chứng minh y là người của Quỷ Y. Nếu Thiệu Bình Ba có được năng lực như Quỷ Y, người đã sớm gặp phiền phức lớn rồi. Nói với quản phương nghi cũng không rõ, Như Hiếu đạo liền đưa tay vỗ vào đùi của bà ta, ra hiệu bà ta nhích cái mông sang một bên, cầm bức tranh lên, nhìn chằm chằm vào người trong đó. Có một số việc quản phương nghi nói không sai, bất cứ điều gì liên quan đến Thiệu Bình Ba, hắn đều cảnh giác. Cái gì gọi là đối đầu, chính là mặc kệ chuyện gì xảy ra bất kể có phải là đối phương làm hay không, cả hai đều vô thức liên tưởng đến đối phương đầu tiên. Quản phương nghi đứng dậy vòng qua bàn, cười hì hì nói, đạo ra, vẽ cho ta một bước đi. Vẽ xong ta thưởng, như hiểu đạo ngẩng đầu nhìn bà ta, chợt ngẩn ra, phát hiện trên môi bà ta có một việt đen, hắn lập tức ý thức được điều gì đó, im lặng lật tay của mình, nhìn ngón tay đã cầm qua bút than, ngón tay đen nhánh. Sáng hôm sau, Hải Như Nguyệt đang ngủ say đột nhiên tỉnh lại, trên trán đổ mồ hôi lạnh, bà ta ngồi bật dậy nhưng bởi vì sức khỏe vẫn còn quá yếu người còn ngồi chưa vững đã ngã xuống dọa nha hoàn trong phòng hoảng hốt kêu lên tiếng kêu rất nhanh kinh động đến lê vô hoa ông chạy vào ngồi xuống bên giường trấn an như nguyệt nàng sao rồi vừa nói ông vừa kiểm tra mạch đập cho bà là y người bên cạnh quỷ y hải như nguyệt thở phì phò gương mặt trong nhà bếp giống như một cơn ác mộng lúc ẩn lúc hiện trong đầu bà sức khỏe dần dần khôi phục cuối cùng bà đã nhớ ra được mình đã từng nhìn thấy gương mặt đó ở đâu. Xác nhận sức khỏe của bà đã khôi phục không ít, Lê Vô Hoa thở phào nhẹ nhõm, không sai, chính là đệ tử của quỷ y, đến đây để giải độc cho nàng. Chất độc trên người nàng đã được y giải trừ, con của chúng ta cũng không sao, chương 829, tên đã lên dây, nghe được con trai không sao, Hải Như Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nhưng cái mà bà nhớ không phải là cái này, mà là đứa con trai lớn, thiên chấn, thiên chấn ở chỗ quỷ y như thế nào rồi nhắc đến đứa con trai đầu bà không khỏi rơi lệ bà biết thật ra bà đã không phải với con trai của mình bị quỷ y hành động lúc nào cũng cổ quái mang đi bây giờ cũng không biết kết quả như thế nào nhắc đến tiêu thiên chấn trong lòng lê vô hoa ít nhiều không thoải mái ông cũng muốn tìm cớ hỏi thăm một chút nhưng người có quan hệ với quỷ y là vô tâm có hỏi cũng chẳng phản ứng hỏi cũng như không ông thở dài nói tính cách của đệ tử quỷ y rất cổ quái hỏi cái gì cũng không nói y đến cũng nhanh đi cũng nhanh chữa khỏi bệnh cho hai người thì bỏ đi ngay thật ra y cũng không đi xa lắm chỉ rời khỏi phủ thứ sử vào sáng sớm nghỉ lại ở lưu phương quán mà thôi ông không nói sự thật sợ hải như nguyệt bị kích động tin tức đệ tử quỷ y chữa khỏi cho hải như nguyệt đang nghỉ tại lưu phương quán đã được lan rộng nhanh chóng khách quý đến từ các nước đều kinh ngạc vội vàng đến bái phỏng để tìm hiểu hư thực không gặp thì thôi đến gặp cũng chỉ rước lấy nhục xem như lĩnh giáo tính cách của đệ tử quỷ y Triệu Sâm và Cao Thiếu Minh trước sau cáo tử vô tâm, sau khi bước ra ngoài, Cao Thiếu Minh đã kêu lên Triệu Phủ Lệnh đi thông thả. Gọi xong, y nhanh chóng đuổi theo. Khi đã đuổi kịp, y khoát tay ra hiệu, Tùy Tùng đằng sau bước chậm lại, kéo dài khoảng cách với hai người. Triệu Phủ Lệnh, ngài cảm thấy đệ tử quỷ y này là thật hay giả vậy. Sắc mặt Triệu Sâm vô cùng khó coi, tiền lệ giả mạo đệ tử quỷ y không phải là không có, nhưng kết quả cuối cùng đều rất thảm. Công nhiên giả mạo như thế này, khả năng không lớn đệ tử quỷ y đến gã hoài nghi không biết có liên quan gì đến việc con trai của hải như nguyệt bị mang đi hay không quỷ y ít khi lẫn vào những chuyện này đệ tử quỷ y ra mặt tham gia làm cho gã rất bất ngờ gã tin rằng triều đình cũng cảm thấy ngoài ý muốn cao thiếu minh gật đầu nói như vậy y chính là đệ tử chân chính của quỷ y nhưng y có thể giải được chất độc của hải như nguyệt một cách dễ dàng sao có phải y cố lộng huyền hư để ổn định tình thế bắc châu hay không y cảm thấy độc mà nước triệu hạ sẽ không dễ dàng bị hóa giải mới đúng bọn họ chắc chắn cũng biết được điều này triệu sâm nói chữa khỏi hoặc chữa không khỏi khác nhau ở chỗ nào tên đã lên dây không bắn không được ngẫm lại cũng đúng cao thiếu minh hoàn toàn không có ý kiến về việc này hai nước triệu yến đang tập trung nhân lực và vật lực hải như nguyệt có chết hay không cũng không khiến nước triệu từ bỏ cơ hội tấn công tốt như vậy hải như nguyệt không chết cùng lắm cũng chỉ ổn định được lòng người kim châu để nỗ lực tấn công của nước triệu không được thuận lợi mà thôi, cũng khó mà thay đổi được quyết tâm của nước triệu. Cao Thiếu Minh đổi chủ đề khác, tình huống của Ngưu Hữu Đạo như thế nào rồi? Triệu Sâm đáp, hắn trốn trong phủ thứ sử như rùa đen rút đầu, tình huống như thế nào ta cũng không rõ nữa. Ngưu Hữu Đạo đích thân đến thăm mẹ con Hải Như Nguyệt, tự mình kiểm tra cho hai người, xác nhận tình huống cũng tiện cho việc tìm hiểu hơn. Thái độ của Hải Như Nguyệt đối với hắn vẫn không khách sáo. Bà ta nằm trên giường, khiển trách người hầu nơi bản cung nghỉ ngơi từ lúc nào biến thành chỗ người khác có thể tự tiện xông vào nghiêu hữu đạo cũng không chấp nhận lúc trước hắn giày vò bà ấy thảm rồi còn không cho người ta có ý kiến hắn cũng không nhỏ mọn như vậy ngược lại lê vô hoa lại khiển trách hải như nguyệt một câu như nguyệt đừng vô lễ như vậy lần này nếu không nhờ nghiêu lão đệ nghĩ biện pháp mời đệ tử quỷ y đến nàng và con trai đã không còn cứu được về tình về lý hắn có ân với mẹ con nàng đối với ông ta mà nói kết cục của tiêu thiên chấn như thế nào không quan trọng dù sao cũng chẳng phải con của ông nghiêu hữu đạo cứu được con ruột của ông mới là ân tình thật sự hải như nguyệt mím môi hại đứa con đầu của bà lại cứu bà và đứa con út cho dù bà không để ý đến món nợ lung tung như vậy bà cũng thật sự khó mà biểu đạt lòng cảm kích đối với nghiêu hữu đạo đành quay đầu nhìn vào bên trong ha ha không sao trưởng công chúa nghỉ ngơi cho thật tốt nghiêu hữu đạo cười nói sau đó quay người chống kiếm mà đi. Lê Vô Hoa tiến hắn ra ngoài, ra đến bên ngoài, ông tỏ vẻ có lỗi, lão đệ đừng so đo với đàn bà làm gì. Chuyện lần này may mà có ngươi, bằng không, hậu quả sẽ không cách nào tưởng tượng nổi. Như Hữu Đạo nói, Lê Trưởng lão khách sáo rồi, thật ra ta cũng chẳng làm gì cả, chỉ tùy tiện nói hai ba câu mà thôi. Chân chính cứu người chính là vô tâm, bản thân hắn cũng cảm thấy may mắn, nếu không phải hắn phòng ngừa chu đáo, đến nơi này để chuẩn bị, sợ là không biết chuyện hai mẹ con họ trúng độc vạn động thiên phủ nhất định sẽ che giấu tin tức với bên ngoài đến lúc đó thật không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra lê vô hoa khoát tay nói cũng không thể nói như vậy đừng nói đến lúc đó chúng ta không nghĩ đến biện pháp của ngươi cho dù nghĩ đến cũng không dám chủ động công khai tin tức quan trọng là ngươi đã thuyết phục được trưởng môn mới cứu được hai mẹ con họ một mạng nam châu và kim châu là bạn ta chỉ hy vọng lê trưởng lão hiểu rằng Nam Châu tuyệt không muốn nhìn thấy Kim Châu xảy ra chuyện. Thành ý của ta, chắc Lê Trưởng Lão cũng biết, quan trọng nhất, vương gia của chúng ta hy vọng người quản lý Kim Châu là trưởng công chúa mà không phải là người khác. Đồng thời, chúng ta tin rằng trưởng công chúa sẽ tiếp tục ủng hộ vương gia. Tương lai của Kim Châu, vương gia ủng hộ cũng là con trai của trưởng công chúa. Cả hai bên đều cùng có lợi, như Hữu đạo nói một cách sâu xa, Lê Vô Hoa im lặng suy nghĩ, ông ta hiểu ý của đối phương hắn muốn thương triều tông và hải như nguyệt giữ được đại quyền thế tục kim châu và nam châu không để cho vạn động thiên phủ và đại thiền sơn có cơ hội tùy tiện thay đổi ông ta thân là đệ tử của vạn động thiên phủ có một số việc chỉ có thể hiểu không thể nói rõ hai bên nói thêm vài câu rồi chia tay lê vô hoa đứng trong đình viện ngửa mặt lên trời thở phào một hơi sức khỏe mẹ con hai người bọn họ đã khôi phục bình thường chắc là không có vấn đề gì có thể nói là thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng ông ta lại âm thầm lo lắng Lúc đó, chỉ vì muốn cầu đệ tử quỷ y cứu người, cái gì cũng chấp nhận, sau đó lại hơi hối hận. Nhưng có mấy lời đã nói thì không thể thu lại được. Nếu là người bình thường, hủy lời hứa cũng chẳng có gì, nhưng cảnh cáo của đệ tử quỷ y chắc chắn là có phân lượng. Ông ta thật không biết y sẽ bắt ông ta làm những gì trong tương lai. Sau khi tách ra, Nhiêu Hữu Đạo đến tìm tư đồ rượu. Hai người ngồi trong đình viện, Nhiêu Hữu Đạo hỏi, nghe nói cánh cửa phòng vô tâm ở Lưu Phương Quán sắp bị khách quý phá vỡ. Tư đồ diệu hỏi, lão đệ đến tìm ta, còn cho người bên cạnh ta lui xuống, không phải chỉ để nói điều này thôi chứ. Như Hữu đạo nói, nước Yến và nước Triệu đã điều động nhân mã, không thể kéo dài được nữa, nhất định phải đuổi đám khách quý ở Lưu Phương quán đi. Bọn họ không đi, ta không tiện ra tay, đuổi, bọn họ còn muốn tham dự bữa tiệc đầy tháng của đứa bé, mà ngươi cũng biết đây đều là khách quý, ta làm sao đuổi. Cái này đơn giản thôi, tiết lộ chút phong thanh, nói chiến sự đã đến, Bên này chuẩn bị giữ họ làm con tin, còn không dọa bọn họ chạy mất sao? Tư Đồ Diệu không khỏi suy nghĩ, thấy biện pháp này đúng là không có vấn đề gì, thành ra đồng ý ngay. Sau khi hai người bàn bạc chi tiết kỹ hơn, như Hiếu Đạo đứng dậy cáo từ, "Gần đây, để trấn an lòng người trên dưới Kim Châu, việc của Tư Đồ trưởng môn không ít, ta sẽ không quấy dày Chương 830, tự chuẩn bị quan tài cho mình đi." Nhìn ngoài mặt thì nhàn nhã, nhưng thật ra sự việc cần quan tâm bên dưới lại không ít như hiếu đạo và quản phương nghi bước ra khỏi phủ thứ sử công nhiên đi lại trên đường đến một viện tử chuyên phụ trách liên lạc của nam châu vừa nhìn thấy chu lão bát như hiếu đạo thuận miệng hỏi người như thế nào rồi chu lão bát đáp ngày nào cũng gào đòi gặp ngài hết vậy thì gặp thôi nghiêu hiếu đạo khoát tay ra hiệu dẫn đường đến căn phòng giam giữ triệu thắng hoài cửa mở như hiếu đạo liền nhìn thấy triệu thắng hoài đang bị trói vào một cây cột nghe được động tính, triệu thắng hoài ngẩn đầu thấy là nghiêu hiếu đạo gã ô ô không ngừng sợ gã làm loạn ngay cả việc nói chuyện cũng bị hạ cấm chế luôn nghiêu hữu đạo hỏi chuyện gì vậy sau đó hắn quay đầu lại mắng chu lão bát ta bảo các ngươi là phải bố trí cho khách thật tốt đây là bố trí của các ngươi đó sao chu lão bát cũng phối hợp liên tục xin lỗi đạo ra ta chỉ sợ gã không biết thức thời nghiêu hữu đạo giận giữ mắng còn không mau thả người vâng 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 chu lão bát vội vàng bước đến cây cột mở trói cho triệu thắng hoài bị trói lâu như vậy tay chân của triệu thắng hoài sớm bị tê cứng khi dây thừng vừa rơi xuống gã lập tức quỵ xuống đất như hữu đạo kinh ngạc triệu thắng hoài ta và ngươi là huynh đệ với nhau cần chi phải hành đại lễ như vậy quản phương nghi quay đầu sang một bên nén cười bà cảm thấy tên khốn này quá xấu rồi chu lão bát cũng nhịn không được mà cười trộm triệu thắng hoài đứng không nổi có nỗi khổ khó nói nhưng lại không thể nói thành lời như hữu đạo tiến lên đỡ gã ngồi lên một cái ghế thuận tay giải khai cấm chế, để gã có thể nói chuyện, nhưng cấm chế pháp lực vẫn còn nguyên. Nhất thời, tay chân triệu thắng hoài bị tê liệt, khó có thể cử động. Gã bị trói quá lâu, máu không lưu thông được, trước hắng giọng tức giận nói, như hữu đạo, người có ý gì vậy? Như hữu đạo phất tay, đợi quản phương nghi và chu lão bát ra ngoài, hắn mới thở dài nói, triều huynh, người đừng hiểu lầm. Người chạy đến nhà của ta, vừa mới mở miệng đã uy hiếp ta. Người nhà của ta có thể không khống chế được tâm trạng của mình, mới làm chậm trễ Triều Huynh. Ta ở đây xin lỗi ngươi về chuyện không phải này. Hôm nay ta mới biết được bọn họ đã lén ta làm việc mà ta không biết. Được rồi, để ta bảo bọn họ mang đến cho Triều Huynh 100 vạn kim tệ, Triều Huynh nhận dùm nhé. Việc này nên xác định rõ, tránh cho bọn họ qua mặt. Triệu thắng hoài lại càng giận hơn, người bất giả mù sa mưa đi. Tiền thì ta nhận, người đâu? Nghiêu hữu đạo hỏi, người nào? Triệu Thắng Hoài nghiến răng nói, bốn đồng môn của ta đâu? Chỉ một câu, sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Nghiêu hữu đạo ừm một tiếng, người nói bốn đồng môn của ngươi. Ngươi nhắc đến chuyện này, ta muốn hỏi ngươi, ta đây cũng cảm thấy kỳ lạ, người bên dưới của ta nói đã hẹn với ngươi, kết quả chờ cả một đêm cũng không thấy bốn người kia xuất hiện. Bọn họ còn tưởng rằng ngươi lỡ hẹn, sợ có bất chắc nên không dám ở lâu, đành phải rút lui trước. Không xuất hiện, triệu thắng hoài sừng sốt, trong lòng suy nghĩ không biết tình huống như thế nào kết quả nhìn thấy biểu hiện nghiêu hữu đạo vẫn bình thản giống như không sợ bốn người kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ bại lộ việc bọn họ trộm hắc ngọc điêu ở vạn thú môn nhanh chóng phản ứng lại tức giận nói nghiêu hữu đạo người dám chơi ta ta nói cho người biết người vĩnh viễn đừng hòng dùng việc này để áp chế ta lần này ta đến đây cũng không có ý định sống sót trở về ta đã để lại di thư ở vạn thú môn một khi ta không thể trở về đúng thời gian dự định chuyện của chúng ta ngay lập tức bại lộ ngay hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích hợp lý nghiêu hữu đạo đang hờ hững nhìn chung quanh quay đầu lại nhìn triệu thắng hoài khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý triều huynh muốn chết thật sao soạt một tiếng thanh kiếm đã ra khỏi vỏ mấy phần thân kiếm vù vù ma sát vỏ kiếm chậm rãi rút ra trong tay hắn tim triệu thắng hoài đập nhanh lên hầu kết lên xuống vội nuốt nước miếng khẩn trương cảnh cáo ta chết mọi việc nhất định sẽ bại lộ vạn thú môn tuyệt không buông tha cho ngươi. Bạch, kiếm trở về trong bao, nhiều hữu đạo chống kiếm, hai tay đặt lên chuôi kiếm, vui vẻ nói, vạn thú môn. Ngươi đem vạn thú môn ra dọa ta, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ vạn thú môn sao? Nếu sợ, ta còn dám lăn lộn ở vạn thú môn à? Nếu sợ, ta đã sớm làm thịt ngươi bên trong huyễn giới rồi, còn nói cái gì bại lộ hay không bại lộ? Ta làm gì, còn sợ bại lộ sao? Triệu Thắng Hoài nói, ta nghĩ ngươi không thể không thừa nhận. Ngươi đừng quên, người đã bại lộ phi cầm tòa kỵ bên ngoài sơn môn vạn thú môn, mà còn không chỉ một con. Người biết người đột nhiên có phi cầm tòa kỵ cũng không chỉ vài người. Năm con hắc ngọc điêu không phải số lượng nhỏ, đây chẳng phải là việc mà người có thể giải thích, vạn thú môn há có thể buông tha cho người sao. Ha ha, như hữu đạo lắc đầu mỉm cười, năm con, còn phải giải thích, giải thích cái gì, cần phải đau đầu để giải thích sao. Trong nhà hắn có một đống phi cầm, muốn giải thích sao cũng được. Đổi lại là trước kia, hắn nhất định sẽ không dám làm như vậy, nhưng bây giờ thì khác. Thế cục không hình thành thì sẽ không thay đổi. Sự việc vẫn luôn biến động, hắn đã tận dụng tình huống này, tùy thời điều chỉnh kế hoạch của mình. Thân là đầu não một phương, hắn cũng chẳng còn cách nào khác, nhất định phải quan tâm. Tóm lại, hắn phát hiện Triệu Thắng Hoài rất thích đùa. Thân là người trong một môn phái, chịu ước thúc của môn quy, biết rõ ràng chuyện mình làm, môn phái sẽ không dung, rất khó mượn được lực lượng của môn phái. Gã biết Nghiêu Hiếu Đạo có thế lực không nhỏ, lại còn dám một mình nhảy ra uy hiếp hắn. Cái này không phải gọi là không biết trời cao đất rộng sao? Chẳng lẽ ở Vạn Thú Môn lâu quá hóa đần, coi thiên hạ này giống như Vạn Thú Môn sao? Gã còn tưởng rằng gã đang ở Vạn Thú Môn, cho phép gã lợi dụng bối cảnh của mình, muốn làm gì thì làm à. Hắn cũng không cần phải đề cập đến việc này nữa, sau khi mỉm cười thì buông tiếng thở dài, "Triều huynh nói đúng lắm, chỉ bằng ngươi giúp ta làm một việc, việc này xem như xong." cơ thể đã có thể cử động triệu thắng hoài ngồi thẳng dậy tức giận nói người đừng có nằm mơ tiếp tục áp chế ta cùng lắm thì đồng quy vô tận nghiêu hữu đạo cười diễu bây giờ chắc triệu huynh còn chưa biết tình thế bên ngoài triều đình nước yến sắp tấn công có quy mô nam châu nam châu khó mà giữ được mạng của ta sắp vứt luôn rồi dù sao ta không chết thì cũng phải trốn người uy hiếp ta có ý nghĩa gì có Triệu huynh theo giúp ta đồng quy vô tận trên đường có người làm bạn ta cầu còn không được nếu triều huynh không tin, dù sao ta cũng phải thả ngươi ra ngoài, tự ngươi đi hỏi thăm thì tốt hơn. Triệu thắng hoài á khẩu không trả lời được, thật hay giả vậy, đúng là gã không biết được tình thế bên ngoài, không phải gã bị người ta bắt cóc sao. Như hiểu đạo thở dài, triều huynh, là như vậy, chỉ cần có thể vượt qua được nguy cơ lần này, ta cũng tiếc mạng của ta lắm, ta không muốn chết, không đáng vì bốn người kia tự tìm phiền phức cho mình. Chỉ cần ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ, để cho ta vượt qua khó khăn, ta nhất định có thể giúp ngươi tìm bốn đồng môn, rồi giao cho ngươi tự giải quyết, được không? Sống thì phải thấy người, chết cũng phải thấy xác chứ. Trên tay ta mất đi chứng cứ có thể uy hiếp ngươi, mà ngươi cũng sẽ được an toàn. Triệu Thắng Hoài nói, bớt nói nhảm đi. Nghiêu Hiếu Đạo làm như không nghe thấy, tiếp tục nói, nếu ngươi không chịu, dù sao ta cũng không còn đường lui. Triều Đình nước Yến chừng trị ta, hay là vạn thú môn chừng trị ta, chẳng liên quan gì nhau. Trước khi thuyền của ta bị lật, ta nhất định sẽ khiến cho vạn thú môn tìm được bốn người kia không cần triều huynh uy hiếp ta ta cũng sẽ để cho vạn thú môn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra tiện thể kéo ông nội của ngươi xuống ngựa cùng một chỗ luôn ta xin nói trước ta cũng chỉ muốn giúp cho triều huynh bớt việc cũng chẳng nguy hiểm gì được rồi nói đến đây thôi triều huynh hãy suy nghĩ cho thật kỹ nghĩ thông suốt rồi thì báo lại cho người ở đây trước khi trời tối ta muốn có được câu trả lời chắc chắn còn muộn hơn Triều huynh tự chuẩn bị quan tài cho mình đi. Nghiêu hữu đạo nói xong liền đứng dậy, chương 831, không có lửa làm sao có khói một. Nghiêu hữu đạo, triệu thắng hoài tức giận muốn đứng lên, nhưng không thể vận khí khơi thông kinh lạc, ngã ngồi ngay tại chỗ. Nghiêu hữu đạo mặc kệ, hắn bước ra cửa, đến đình viện bên ngoài, dặn dò chu lão bát thả gã đi. Chu lão bát kinh ngạc hỏi, cứ như vậy mà thả. Yên tâm đi, trước khi trời tối gã sẽ trở lại. Đi thôi, Nghiêu Hữu Đạo nói xong, ra hiệu với quản phương nghi, hai người rời khỏi chỗ này quay về phủ thứ sử. Phủ thành Kim Châu, lang thang trên con đường phồn hoa, triệu thắng hoài không nghĩ đến gã lại bị trói đến chỗ này. Quan trọng là bây giờ tình thế đang căng thẳng, ngay cả người buôn bán nhỏ đầu đường cũng lặng lẽ bàn tán với nhau. Chỉ cần nghe ngóng một chút, cũng không khó nhận ra Nghiêu Hữu Đạo nói là thật hay giả, ví dụ như Hải như Nguyệt bị hạ độc, nước triệu muốn đánh Kim Châu, nước Yến muốn đánh Nam Châu hóa ra tên khốn nghiêu hữu đạo không phải đang hù dọa gã. Hắn đang bị ép vào tuyệt cảnh, rất có khả năng sẽ kéo gã làm đệm lưng. Tự dưng lại trêu vào kẻ mà thuyền của hắn có thể lật bất cứ lúc nào trong cơn sóng to gió lớn, triệu thắng hoài hối hận đến phát điên. Trước khi trời tối, từ chỗ nào ra thì trở về chỗ đó. Gã đứng trước cổng, gõ cửa, cửa mở, chú lão bát mỉm cười mời gã vào trong. Ông ta vẫn luôn chờ ở đây, cửa đóng, triệu thắng hoài cắn răng hỏi, muốn ta làm gì? trời tối rồi trời lại sáng người sống một đời từng ngày trôi qua đều giống như vậy đệ tử quỷ y vô tâm chuẩn bị rời đi lê vô hoa đến lưu phương quán đưa tiễn ông ta muốn giữ người lại hy vọng đối phương cho thêm chút thời gian sợ bệnh tình hai mẹ con tái phát nhưng giữ không được người ta đã quyết định đi đám người tư đồ rượu không đến đưa tiễn bởi vì người ta không muốn lĩnh tình cũng chẳng muốn bọn họ tiến. phi cầm từ trên trời bay xuống nội viện vô tâm bước lên lê vô hoa vội đuổi theo hỏi tiên sinh muốn đi đâu vô tâm không đáp lê vô hoa vội nói ta sợ bệnh tình của mẹ con họ tái phát làm hỏng thanh danh của tiên sinh một khi có chuyện gì ngoài ý muốn làm cách nào để liên lạc với tiên sinh đợi đến khi phi cầm dừng lại trước mặt vô tâm y hơi im lặng rồi trả lời lần này ta đến tề kinh có thể ngươi sẽ dễ dàng tìm được ta vâng tiên sinh có cần ta phái người hộ tống hay không lê vô hoa lên tiếng hỏi vô tâm không để ý đến ông ta nhảy lên lưng phi cầm, vung tay, phi cầm nhún người bay lên không. Quản phương nghi gõ cửa bước vào, đến trước mặt Nghiêu Hữu Đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nói, đệ tử thần y đi rồi, nói là đến Tề Kinh. Tề Kinh, Nghiêu Hữu Đạo hơi mở mắt ra, ưng một tiếng rồi nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Gió thổi phần phật, phi cầm trở vô tâm hạ thấp độ cao, bay về phía một khu rừng. Tu vi của y có hạn, thật ra cũng chưa nói đến là tu vi gì. Cơ thể của y không thích hợp để tu luyện. Sư phụ của y dựa vào tình huống cơ thể của y, dạy cho y phương thức hành khí đơn giản. Tu luyện lâu cũng có hiệu quả, nhưng không tính là thành tựu gì. Theo lời giải thích của Ngưu Hữu Đạo, chính là khí công đơn giản. Cho nên, với tu vi của y, y không cách nào bay trên không trung quá lâu. Cho dù khống chế thú cưỡi, y không có pháp lực nhất định hay năng lực phòng ngự, gió thổi lâu cũng không chịu đựng nổi. Mặc dù rời khỏi phủ thành Kim Châu không bao lâu, đã chuyển từ tư thế đứng sang ngồi trên thân chim nhưng nửa đường vẫn phải nghỉ ngơi một chút bên trên khu rừng xoay quanh tầng trời hơi thấp vài vòng con phi cầm rơi xuống bên cạnh một dòng suối trong núi người từ trên phi cầm nhảy xuống y cởi giỏ trúc sau lưng xuống đặt bên cạnh bờ suối sau đó tìm củi đốt thành một đống lửa cuối cùng mới bắt đầu rửa mặt làm xong mọi việc y quay lại lấy thứ gì đó bên trong giỏ trúc ra ăn ngồi bên cạnh đống lửa ủ ấm cơ thể ở trên không trung khá lâu y cảm thấy hơi lạnh khi cơ thể dần dần ấm lên một bóng người từ khe núi đằng trước chạy đến là một cô gái đang hốt hoảng thấy có người có thú cưỡi phi hành bên khe suối cô gái vội vàng lao đến bên cạnh cất giọng cầu xin xin công tử cứu ta có người muốn bước ta lấy chồng công tử xin ngài hãy cứu ta vô tâm lẳng lặng nhìn cô gái tuổi không lớn lắm lại khá đẹp nhưng lúc này lại vô cùng hốt hoảng thấy y không có phản ứng cô gái lại nhìn chung quanh giống như rất gấp sau đó nhảy toát vào một đám cỏ dại bên đường khi cô gái vừa mới núp không được bao lâu bên khe núi lại có hai người đàn ông chạy đến trên tay cầm kiếm hình như đang tìm kiếm thứ gì nhìn thấy vô tâm bên khe suối hai người chạy đến một người hỏi bằng hiếu vừa rồi có thấy một cô gái nào chạy qua đây không vô tâm không đáp chậm rãi cắn miếng lương khô trên tay biểu hiện vẫn rất bình tĩnh người kia hơi tức giận ta hỏi ngươi ngươi có nghe thấy không vô tâm đưa mắt nhìn hai người này người bên cạnh kéo gã một cái chỉ chỉ vào phi cầm sắc mặt người đang nổi giận liền thay đổi giống như ý thức được điều gì đó người có thể sử dụng phi cầm làm thú cưỡi sao có thể là người bình thường một người ôm quyền với vô tâm xấu hổ cười nói bằng hữu đừng hiểu lầm trước đó chúng ta bị một nữ tạc trộm mất món đồ quan trọng huynh đệ của ta cũng do nóng vội bằng hữu đừng để bụng đồ chúng ta bị mất rất quý ta chỉ muốn hỏi bằng hữu có thấy nữ tạc kia chạy hướng nào hay không vô tâm vẫn không lên tiếng tiếp tục gắn miếng lương khô trên tay hai người muốn nói rồi lại thôi bọn họ nhìn phi cầm của đối phương trung quy cảm thấy không thể trêu vào liền thả tay xuống rồi lướt đi tiếp tục tìm kiếm dòng suối róc rách khe núi yên bình thỉnh thoảng có tiếng chim hót vô tâm nhặt một nhánh cây ném vào trong đống lửa người đang núp trong đám cỏ dại một chút cử động nhỏ cũng không dám sau khi đợi một hồi vô tâm ăn xong miếng lương khô trên tay nhặt thêm mấy nhánh cây ném vào đống lửa lúc này mới chậm rãi lên tiếng ra đi người chắc là đi rồi bên trong đám cỏ dại vang lên tiếng sột soạt, cô gái rốt cuộc cũng chật vật chui ra, hết nhìn đông rồi đến nhìn tây, gương mặt vẫn còn hoảng sợ. Xác nhận không có việc gì, nàng ta mới dám đến bên cạnh vô tâm, cảm kích hành lễ, đa tạ ân công. Vô tâm hỏi, người trộm đồ của bọn họ, cô gái hơi xấu hổ, giận dữ nói, công tử đừng nghe bọn họ nói bừa bãi. Bọn họ có được món đồ gì để trộm chứ? Hai người vừa rồi là huynh đệ kết nghĩa của ta, chúng ta đều là tán tu gần đây bọn họ bỡ đỡ được một người quyền thế trong giới tu hành ai ngờ người đó coi trọng ta hai người bọn họ muốn gả ta cho người đó ta không nghe theo bọn họ liền bức bách ta ta nhân cơ hội mới trốn thoát được bị bọn họ đuổi đến đây ta vốn có một sư phụ sư phụ gặp nạn ta một thân một mình phiêu bạt trong giới tu hành khi không còn chỗ để đi thì gặp bọn họ ta vốn cảm thấy bọn họ làm người không tệ lắm cho dù đã gặp được người có thể tin cậy mới kết bái thành huynh muội với bọn họ Ai ngờ, hai người này mặt người giả dạ thú, muốn bắt ta để đổi lấy phú quý cho bọn họ, lại còn nói rằng muốn tốt cho ta. Nếu công tử không tin, có thể đi nghe ngóng. Dứt lời, cô gái lấy ra một kim tệ, rụt rè đặt lên tảng đá bên cạnh vô tâm, lúng túng nói, đa tả công tử vừa rồi không chỉ chỗ ta ẩn núp. Nếu không, ta khó mà thoát khỏi một kiếp. Ta, ta cũng xấu hổ lắm vì túi tiền giống tuếch, không thể báo đáp. Trước tâm ý này, mong ân công không chê, tiểu nữ tử xin nhớ kỹ dung mạo của ân công, tiểu nữ tử cũng không dám hứa hẹn cái gì, nếu có thể qua được kiếp nạn này, tương lai có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp. Cáo từ, cô gái không người, trà sát tay áo vào mặt, sau đó xoay người rời đi. Nghe xong, vô tâm bỗng dưng lên tiếng, tu vi của ngươi là gì? chương 832, không có lửa làm sao có khói thai. Cô gái dừng bước, quay lại nói, ngại quá, luyện khí kỳ. Vô tâm hỏi tiếp, bọn họ còn đang tìm ngươi ở trong núi ngươi không sợ lọt vào tay bọn họ sao công tử yên tâm đi tránh được thì tốt tránh không được thì cùng lắm chết thôi tuyệt đối không để cho mình rơi vào tay bọn họ chết cũng không chịu nhục đại ân của công tử hữu duyên sẽ báo đáp cô gái chắp tay một lần nữa cáo từ vô tâm nói ngươi đi theo ta đi sao cô gái quay người nhìn y gương mặt cảnh giác vô tâm nói ta tiến ngươi một đoạn rời khỏi chỗ này ngươi sẽ thoát thân vừa nói y vừa chỉ phi cầm của mình một lát sau phi cầm bay lên không chở theo một nam một nữ dưới mái hiên nghiêu hữu đạo chống kiếm mà đứng quản phương nghi từ gian phòng khác bước đến đưa một tờ mật tín cho hắn nghiêu hữu đạo tiếp nhận xem qua một chút nét mặt vẫn bình tĩnh ngón tay xoay chuyển tờ mật tín bị đốt hóa thành cho tàn quản phương nghi nhìn hắn chầm chầm, lắc đầu cười khổ trong nháy mắt tờ giấy đã được đốt trụi bay đi hắn thổi thổi ngón tay, hỏi tình huống lưu phương quán như thế nào rồi. Quản phương nghi nói, đã có động tính, đang lần lượt cáo từ. Một đám khách quý của lưu phương quán không muốn cáo từ cũng khó. Tục ngữ có câu, không có lửa làm sao có khói, chuyện xảy ra tất có nhân có quả. Đã nghe được phong thanh sắp bị bắt làm con tin, mặc kệ là thật hay giả, một khi Kim Châu bị nước triệu ép vào đường cùng, con tin rơi vào tay Kim Châu còn có thể tốt được hay sao? Tất nhiên phải về nước tránh trước rồi nói thừa dịp bây giờ còn chưa vạch mặt, Kim Châu còn chưa dám hành động thiếu suy nghĩ thì lo mà đi nhanh. Vốn muốn ở lại dự bữa tiệc đầy tháng gì đó, cũng như muốn nhìn thấy Hải Như Nguyệt có được chữa khỏi hay không, tất cả đều tìm lý do để cáo từ. Bên trong lưu phương quán, Triệu Sâm vừa mới cùng với người của mình từ trong viện bước ra, đã bị Cao Thiếu Minh cản lại. Cao Thiếu Minh mời gã sang một bên, thấp giọng nói, bây giờ phủ lệnh muốn đi. Triệu Sâm liếc nhìn y, nói đùa, đương nhiên là đi rồi. Một khi bị giữ lại, nước triệu bắt đầu ra tay với Kim Châu, người khác thì không có việc gì, chỉ có gã là không có đường thoát nhất. Tuy nhiên, ngoài miệng thì gã không nói như vậy, chỉ lạnh nhạt đáp, kinh thành có việc, ta phải trở về để xử lý. Cao Thiếu Minh nói, thế như hữu đạo thì làm sao bây giờ? Triệu Sâm nói, ngươi yên tâm đi, sẽ có người liên lạc với ngươi. Không có lửa làm sao có khói, ta khuyên ngươi nên tạm thời tránh đi. Tiến Triệu Sâm xong, Cao Thiếu Minh trở về viện tử của mình, nhìn thấy một tùy tùng liền hỏi từ cáo còn chưa trở lại sao tùy tùng lắc đầu cao mày đáp sau khi hắn ta rời khỏi đây vào tối hôm qua vẫn chưa thấy trở về cũng không biết là đi đâu thuộc hạ lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì hay không nếu không tại sao người cũng không thấy cũng chẳng nghe được tin tức nếu có chuyện nhất định hắn ta phải báo tin về cao thiếu minh hỏi ở phủ thành này còn có thể xảy ra chuyện chứ ai dám tùy tiện ra tay ở chỗ này Tùy Tùng đáp, nếu phủ thứ xử ra tay thì sao? Cao Thiếu Minh bất đắc dĩ nói, muốn động cũng không động đến hắn ta. Động đến hắn ta chi bằng động đến ta thì hay hơn, động đến hắn ta có ý nghĩa gì? Phủ thứ xử không tìm mấy phiền phức không đáng này đâu. Các người tiếp tục đi tìm, hôm nay tìm không được thì mặc kệ hắn ta, sáng mai chúng ta đi. Rõ, Tùy Tùng gật đầu đồng ý, sau đó phái người đi tìm. Cửa thành phía bắc, đám người tống sứ đồ hoài ngọc ngồi trên lưng ngựa phi đến cửa thành. Khi đến cửa thành, bọn họ thấy nơi đây đang rối loạn. Một đám quân sĩ vây quanh một người, ảnh hưởng đến việc ra vào. Thấy có điểm khác lạ, một đám tu sĩ lập tức đề cao cảnh giác, tăng cường bảo vệ cho Đồ Hoài Ngọc. Đồ Hoài Ngọc gìm ngựa, đi xem chuyện gì xảy ra. Một người nhảy xuống ngựa tìm hiểu, một lát sau, người đó quay về bẩm báo, "Đồ đại nhân, là đệ tử của Vạn Thú môn, khi ngồi ngựa ra khỏi thành không cẩn thận đụng phải người khác, bây giờ còn đang tranh chấp." Vạn Thú môn đây là đại môn phái của nước Tống. Đồ Hoài Ngọc không khỏi cao mày, nói, đường đường là đệ tử vạn thú môn, đụng phải người ta thì bồi thường. Không bồi thường nổi hay sao mà phải tranh chấp vậy? Người kia đáp, vấn đề là, đệ tử vạn thú môn nói đối phương cố ý đụng vào gã, gã nuốt không trôi cục tức này, liền báo ra thân phận. Ai ngờ người đụng phải lại là hạ nhân của một vị tướng quân. Thủ vệ cửa thành đều đứng về phía người kia, hơi có mùi cường long không ép được địa đầu xà đồ hoài ngọc nói ai cũng muốn làm quen với vạn thú môn đi xác nhận thân phận của đối phương nếu thật sự là đệ tử vạn thú môn hãy dùng tên của ta giải quyết chuyện này cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm đối với dân chúng bình thường mà nói đụng người có lẽ là chuyện lớn nhưng đối với hắn ta mà nói chẳng tính là chuyện lớn gì cho dù đụng chết cùng lắm tốn trước tiền bồi thường mà thôi còn muốn như thế nào nữa bên cạnh lập tức có người nhảy xuống ngựa bước nhanh đến người đi tìm hiểu rất nhanh quay lại báo cáo với đồ hoài ngọc thuộc hạ đã gặp người này ở kinh thành chính xác là đệ tử của vạn thú môn bối cảnh không nhỏ là cháu trai trưởng lão triều kính của vạn thú môn tên là gì thì thuộc hạ quên mất đồ hoài ngọc ừm một tiếng ngược lại có chút ngoài ý muốn không nghĩ đến lúc này lại gặp cháu trai triều kính ở đây hắn ta phất tay ra hiệu người của hắn ta mau đi giải quyết thích đáng chuyện này xác nhận đúng là người của vạn thú môn quân lính canh giữ cửa thành cũng không dám trêu chọc cộng thêm bên phía đồ hoài ngọc ra mặt chủ động bồi thường tiền, sự việc xem như cho qua. Người bị ngăn ở cửa thành rất nhanh bị quân thủ vệ sơ tán, chỉ để lại một người đàn ông đang dắt ngựa, chính là Triệu Thắng Hoài. Bên này một nhóm không ít người, nhiều người ra ra vào vào cửa thành, cũng không phải là nơi để nói chuyện, nhóm người Đồ Hoài Ngọc ra khỏi thành trước. Đến nơi rộng rãi ngoài thành, Đồ Hoài Ngọc mới gìm ngựa đợi Triều Thắng Hoài trước mắt. Đệ tử Vạn Thú môn Triều Thắng Hoài, đa tạ Đồ đại nhân giải vây. Triều Thắng Hoài thúc ngựa tiến lên phía trước cảm tạ. Đồ Hoài Ngọc khoát tay cười nói, đã là người nước Tống, Tống sứ ta đây ra mặt cũng là chuyện đương nhiên, không cần khách khí. Họ chiều Tôn giá, không biết có quen biết chiều trưởng lão của Vạn thú môn chiều Kính hay không? Chiều thắng Hoài, Triều trưởng lão chính là tổ phụ của tại hạ. A, à, Đồ Hoài Ngọc dáng vẻ bừng tỉnh hiểu ra, vuốt râu vuốt cằm nói, nhớ năm đó ta ở Tống kinh cũng là gặp qua lệnh tổ phụ vài lần, phong thái của lệnh tổ phụ, ký ức lão phu vẫn chưa phai, không ngờ đến ở nơi đây ngẫu nhiên gặp được cháu trai của Triều huynh. Trước tiên là nói về hồi giao tình, lại tiếp tục hỏi, đúng rồi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Chiều thắng hoài, trước đây không lâu được sự cho phép của sư môn, ra ngoài du lịch, lần này du lịch đến đây, ai ngờ đến gặp phải ác nô cố ý xông tới, ngược lại vu cáo ta đâm người, rõ ràng là câu kết với quân coi giữ cửa thành này làm việc xấu, rắn chuột một ổ cố ý lừa gạt tiền tài, thực là làm người tức giận. Tạm thời để bọn họ vui mừng một chút, trở về sẽ tìm bọn họ tính sổ, nhất định để bọn họ nôn ra cả gốc lẫn lãi, một đám chó chết có mắt không chồng lại dám lửa gạt trên đầu ta đồ đại nhân không nên cho bọn họ tiền ta ngược lại muốn xem xem bọn họ dám làm gì ta đồ hoài ngọc cười ha ha khoát tay nói tâm tình ta có thể hiểu được một chút chuyện nhỏ không đáng để tức giận qua rồi thì cho qua đi so đo với những kẻ tiểu nhân này làm gì làm mất thân phận đại biến sắp đến tổ chim bị phá không chứng lành những người này khóc ở trước mắt tự sẽ có người trừng trị không cần ngươi ra tay Triệu Thắng Hoài ánh mắt lấp lóe, ta trên đường nghe nói nước Triệu muốn tấn công Kim Châu, nghe ý tứ trong lời nói của đồ đại nhân, chẳng lẽ là thật. chương 833, ám sát, có khả năng, đồ hoài ngọc không nói hết câu, thân là sứ thần nước Tống không muốn tùy tiện đàm luận đại sự quốc gia với người ngoài, chuyển đề tài nói, bây giờ muốn đi đâu. Triệu Thắng Hoài, ngao du khắp nơi, đến nước Triệu, tránh không khỏi đi kinh thành nước Triệu dạo chơi, đang muốn đi Triệu Kinh, không biết đồ đại nhân đang muốn đi nơi nào đồ hoài ngọc cười ha ha nói đang muốn trở về sứ quán nước triệu nếu như không chê không ngại cùng đi đi với nhau cũng tốt có thể chăm sóc lẫn nhau nếu như là đệ tử vạn thú môn bình thường sẽ không mời như vậy cháu của triều kính đương nhiên không giống có thể mượn cơ hội rút ngắn quan hệ với triều kính nếu đã xác định thân phận bối cảnh của triều thắng hoài cũng không cần lo lắng gì không ngờ rằng đúng với ý nguyện của triều thắng hoài gã tránh phải tự mình mở lời cung kính không bằng tuân mệnh nghe theo sự sắp xếp của đồ đại nhân được, Đồ Hoài Ngọc cười phất phất tay, nhân mã tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, chủ khách trò chuyện vui vẻ, vào lúc giữa trưa, khi đi dọc theo con đường núi, đột nhiên xảy ra dị biến. Người nào, vẫn là hộ vệ bên cạnh Đồ Hoài Ngọc phát hiện dị thường trước tiên. Phát hiện cũng vô dụng, người giấy lên dị thường căn bản không có ý định né tránh, mà là lũ lượt kéo đến. Nháy mắt, hơn 10 tên hắc y nhân che mặt nạ tuôn ra, tấn công mãnh liệt, thực lực cường hãn, làm cho bên này đại loạn, tiếng ầm ầm không dứt khách bỏ mặc những người khác lao thẳng đến đám người bảo vệ đồ Hoài Ngọc bên này liều chết ngăn cản một đám người chặn đường một đám người bảo vệ đồ Hoài Ngọc nhanh chóng bay lùi về phía sau gương mặt già nua của đồ Hoài Ngọc sợ đến biến sắc nhưng đúng lúc này nơi rút lui đột nhiên xuất hiện mười mấy tên bịt mặt đánh tới thẳng đến đồ Hoài Ngọc thực lực cường hãn khiến cho bên này khó mà ngăn cản thêm vào đó một đám người chặn đường bị phía trước thu hút bên này càng bị tập kích hung hăng hơn nhất thời khó chống đỡ Triều thắng hoài hãi hùng khiếp phía sen lẫn trong đám người chiến đấu kịch liệt, sợ hãi thực lực của Ngưu Hữu Đạo, không ngờ đến trên tay Ngưu Hữu Đạo lại có nhiều cao thủ đến vậy. A, à, trong lúc chiến đấu vội vàng, Đồ Hoài Ngọc hét thảm một tiếng, bị một đạo kiếm khí chém nghiêng thành hai khúc. Ông mắt trợn tròn, trước khi tắt thở hối hận chưa từng triệu tập tỏa kỵ phi cầm tới lui Triệu Kinh. Không ngờ rằng triệu tỏa kỵ phi cầm đến cũng vô dụng, số lượng ông có thể triệu tập không nhiều, nhân thủ hộ vệ đi theo không nhiều, bên phía thích khách thì không phải vậy, chỉ có thể càng gặp nguy hiểm nhanh hơn. Cần biết, có người sử dụng năng lực ám sát cũng không phải bình thường, là nhắm vào một nhóm nhân thủ thực lực được bố trí. Đi, thích khách vừa đắc thủ, lập tức có người quát một tiếng, đám thích khách nhanh chóng tập hợp rút lui. Đuổi theo, hộ vệ phía bên này gào thét, một đám người lập tức truy sát, vừa đuổi vào sân lâm, thích khách bỏ chạy ở phía trước vung tay ném ta một mảnh bóng đen rậm rạp, giữa trời ầm ầm nổ tung. Một trận sương mù bao phủ trong rừng và không trung không biết có độc hay không, bên này hoảng sợ nhanh chóng ngừng bước hoặc lui về phía sau, không dám đến gần. Đám thích khách đó hiển nhiên rất có kinh nghiệm ám sát, trải qua thủ đoạn này, đợi đến khi sương mù ở bên này tản ra, đâu còn có thể thấy bóng người của thích khách, sớm đã không biết trốn ở nơi nào trong núi sâu rồi. Đuổi không kịp nữa, chỉ có thể quay lại, Lư Thành Hải, thủ lĩnh của Pháp Sư Tùy Tùng, chậm chậm ngồi xổm bên cạnh thi thể chết không nhắm mắt của đồ hoài ngọc, nhịn không được nhe răng nhếch mép, thậm chí là tê cả da đầu, này bảo ông ta làm sao báo cáo kết quả cho bên phía triều đình nước Tống. Một đám hộ vệ và thành viên sứ đoàn đều hơi bối rối, có chút không hiểu tại sao lại gặp phải tập sát có cường độ cường hãn như thế. Dựa vào năng lực bảo vệ của bọn họ vậy mà lại bị đánh đến không có sức chống đỡ. Triều Thắng Hoài xâm nhập vào trong đám người dương ra một tấm khăn che mặt ở trước mặt Lưu Thành Hải ngồi sổm, này là ta vừa mới đánh rất từ trên mặt của thích khách, thích khách bị lộ mặt kia trước đây ta từng gặp qua. Ban nãy cũng coi như là liều mạng, cả đời này cũng chưa từng không sợ chết mà chiến đấu như thế. Đương nhiên, gã cũng có sức mạnh như thế, gã biết thích khách sẽ không ra tay với gã. Đám người nhanh chóng nhìn về phía gã, Lưu Thành Hải cũng bất thình lình đứng dậy, vẻ mặt dữ tợn nói, là ai? Triều Thắng Hoài nói, nếu ta nhớ không lầm, có lẽ tên là Từ Cáo. Từ Cáo, Lưu Thành Hải trợn to hai mắt, trầm giọng nói, Triều Huynh xác nhận là Từ Cáo. Đám người hai mặt nhìn nhau, Từ Cáo trong tu tù sĩ tùy tùng của sứ đoàn nước Yến có một người gọi là Từ Cáo. Sứ thần các nước phân tranh cao thấp với Nhô U trong thời gian dài, há có thể không rõ ràng từng thành viên trong sứ đoàn đối phương. Triều Thắng Hoài nói, người này trước đây ta gặp qua ở Vạn Tượng Thành, trên đường thấy hắn ta đùa giỡn một nữ tử, ta ra mặt cản trở qua, cho nên có chút ấn tượng. Thuần túy là nói hưu nói vượt, nhưng hắn ta thật sự gặp qua Từ Cáo, chẳng qua là tối qua gặp qua, người ở trong tay Nhiêu Hữu Đạo, Ngưu Hiếu Đạo cũng không cậy miệng từ cáo ra chút nào, chỉ là tùy tiện chụp vào chút lời nói, có thể cho chiều thắng hoài gã phát huy tác dụng là được. Cao Thiếu Minh, khốn khiếp, có người ở ngay tại chỗ mắng ra tiếng. Một nhóm người cũng nhớ đến một chuyện, lúc giả yến lưu phương quán, đồ đại nhân và Cao Lưu Minh phát sinh xung đột, khi đó đồ đại nhân từng lấy cái chết yến sứ tiền nhiệm Tống Long để châm biếm đối phương, tỏ ý đối phương cẩn thận theo bước của Tống Long, không ngờ đến Cao Thiếu Minh lại thù dai như thế. Ngẫm lại cũng phải, năng lực ám sát lớn mạnh như thế, há lại là người bình thường có thể sử dụng? Nếu như có lực lượng một nước chống lưng ở phía sau, đó lại là chuyện khác. Lư Thành Hải nhìn chằm chằm Triều Thắng Hoài, gần từng chữ Triều Huynh đệ, người phải biết, bị ám sát là sứ thần của nước Tống chúng ta, chuyện không thể coi thường, lời không thể hàm hồ, người xác nhận là từ cáo sao? Triều Thắng Hoài dương kiếm trong tay lên, có vết máu trên mũi kiếm, trên cánh tay hắn ta bị ta chém một nhát, chỉ cần tìm được hắn ta, vết thương kiếm trên cánh tay chính là chứng cứ lưu thành hải lại nói triều huynh đệ người có biết tử cáo là người như thế nào không người có nguyện ra mặt làm chứng triều thắng hoài liếc nhìn thi thể đồ hoài ngọc dưới đất đồ đại nhân trước đây giúp ta giải vây chẳng lẽ ngay cả làm chứng ta cũng không dám hay sao hơn nữa chẳng lẽ tử cáo kia còn là đại nhân vật gì hay sao vạn thú môn ta sợ hắn ta hay sao được có câu nói này của triều huynh đệ tây yên tâm rồi lưu thành hải gật đầu cắn răng nói trong sứ đoàn nước yến xác định có một người tên Từ cáo còn cần triều huynh ở trước mặt chỉ điểm người của sứ đoàn nước yến triều thắng hoài sửng sốt một chút sau đó dường như phản ứng lại tựa hồ cảm thấy việc này lớn chuyện rồi lập tức hàm hồ suy đoán sửa lời nói lư huynh có lẽ ta nhận nhầm người rồi lời nói này lập tức khiến cho đám đông khinh thường lư thành hải nổi giận triều huynh tại sao lại lật lọng triều thắng hoài câm lặng thở dài không phải cá nhân ta sợ phiền phức mà là việc này liên lụy đến quốc sự vạn thú môn ta không thích hợp nhúng ta vào sự việc làm lớn rồi ta không gánh nổi trách nhiệm các vị coi như cái gì ta cũng chưa từng nói qua đi lưu thành hải người coi chúng ta là kẻ điếc hay sao lời triều huynh đã nói ra miệng thì nhất định phải báo lên chuyện này không thể mơ hồ nếu như triều huynh ra mặt chỉ điểm rồi thì thôi nếu không bây giờ muốn rút lui cũng muộn rồi chúng ta cũng không cho phép triều huynh rút lui bằng không chúng ta không gánh nổi trách nhiệm chúng ta cũng chỉ đành mang triều huynh giao cho triều đình nghiêm thẩm để vạn thú môn tìm triều đình đòi người Lựa chọn như thế nào, Triều huynh tự mình quyết định. Triều Thắng Hoài muốn quay người, người bốn phía động, đều nhìn chằm chằm, đã vây quanh gã. Chương 834, ta làm sao có khả năng làm loại chuyện này? Một, lập tức truyền tin triều đình, Lư Thành Hải quát một tiếng, ngay khi một con kim xí bay lên, đường đi lại có tiếng vó ngựa ầm ầm đến, đám người phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy nhân mã triều đình nước Triệu chạy nhanh đến, không ít người mặc y phục hoạn quan trên người, ở giữa chính là Triệu xâm một bộ áo choàng hai bên đương nhiên chạm mặt với nhau biết tin đồ hoài ngọc bị ám sát triệu sâm từ trước đến nay tuy là người có vẻ mặt lạnh lùng cũng kinh hãi đến biến sắc nhảy xuống ngựa nhanh chân chạy đến dựa vào năng lực bảo vệ của các ngươi ai có thể dễ dàng ám sát đồ đại nhân là ai làm mệt mỏi ở trước thi thể nhìn một chút triệu sâm dừng lại hỏi gã không nghĩ ra dưới tình huống bình thường sẽ không ai liều lĩnh đi giết sứ thần một nước bởi vì tác dụng không lớn giết rồi vẫn có thể cử kẻ khác đến lại gây phiền phức rất lớn một khi bại lộ dễ dàng rước lấy sự trả thù của lực lượng một nước. Lưu Thành Hải nghiến răng nghiến lợi nói là sứ đoàn nước yến làm. Triệu Sâm sầm mặt lại, người có biết người đang nói gì không? Lời nói không căn cứ không thể nói lung tung. Lưu Thành Hải cười lạnh, hai bên giao thủ, ta ở đây tận mắt nhìn thấy người của sứ đoàn nước yến còn có thể sai hay sao? Triệu Sâm á khẩu không trả lời được, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kim Châu, trong bụng gã đầy lửa giận, thầm mắng cao thiếu minh có phải điên rồi không? đây là khúc mấu chốt gì rồi, thế mà còn dám đi trêu chọc nước tống, muốn rửa hận cũng không biết lựa chọn thời điểm, trả trách thực lực nước yến dần dần đi xuống, lão tử thân ở vị trí cao để nâng đỡ con trai một cái, thật sự là loài người gì cũng dám phái đi xứ. Gã cũng coi như cao thiếu minh muốn trả thù mối nhục dạ yến. Đi, Lư Thành Hải vung tay hét một tiếng, một nhóm người mang thi thể đồ hoài ngọc và những người khác, thay đổi phương hướng, muốn quay ngước lại Kim Châu. Trong đầu triệu sâm có gì đó như ánh chấp lóe qua, lập tức khua tay ngăn cản, hét to nói, đừng làm loạn, việc này có điều kỳ lạ, đừng trúng gian kế của người khác. Triệu phủ lệnh, ta cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng ta có thể làm ngơ được hay sao? Có phải mưu kế của kẻ gian hay không tự có người đi tra, mà sự việc trước mắt nếu như ta không làm không cách nào giao phó với triều đình? Đi, Lưu Thành Hải vung cánh tay lên hô, một đám người lại ầm ầm phi nhanh về đường cũ. Sau trận đánh, chiến trường trở thành một bãi vô cùng bừa bộn. Triệu sâm mặt mày xanh lét đưa mắt nhìn. Phủ lệnh, Tống sứ vào thời điểm này bị ám sát, không khỏi quá trùng hợp rồi." Một tên thái giám đi theo một bên nhắc nhở, "Triệu Sâm liếc xéo một cái, còn cần ngươi nói nữa sao? Người mù cũng có thể nhìn ra thời cơ ám sát này không đúng, có phải là Cao Thiếu Minh, Kim Châu và Nam Châu đều có thể hạ thủ đoạn hiểm độc này, thậm chí có khả năng là nước Tống tự mình làm, vấn đề mấu chốt là thái độ nước Tống, tình hình một khi có biến, mượn cớ tốt như vậy đưa đến tay của nước Tống, nước Tống nguyện ý tin sự việc có kỳ lạ đi truy cứu chân tướng." hay vẫn cứ khăng khăng tin tưởng, cũng đều nằm trong ý muốn của nước Tống. Thái dám hỏi, làm sao bây giờ? Lập tức đưa tin báo lên triều đình, đồng thời đưa tin cho Cao Thiếu Minh, để y có cái chuẩn bị. Triệu sâm nhanh chân quay về, lật người lên ngựa, đẩy tỏa kỵ, lớn tiếng hết một tiếng, trở về Kim Châu. Không quay về Kim Châu không được, người của y ở bên này, không thể làm ngơ, y phải xem là tình hình gì, có thể đúng lúc can dự vào để sự việc không đi theo chiều hướng xấu. Đám người chạy về lên ngựa, bầy ngựa nhanh chóng chuyển hướng ầm ầm chạy về lưu phương quán quản gia toàn kiều lúc đầu quách bình bây giờ cầm trong tay bức thư vội vàng chạy vào một gian phòng đem thư đưa cho cao thiếu minh đang quanh quẩn trong phòng đại nhân không ổn rồi triệu sâm gửi thư đồ hoài ngọc bị ám sát bỏ mình rồi cao thiếu minh dừng bước xoay người vẻ mặt kinh ngạc một tay đoạt lây phong thư kiểm tra sau khi xem sầm mặt lại cả giận nói ăn nói vớ vẩn ta cần gì phải ám sát lão thất phu kia quách bình nhắc nhở đại nhân còn nhớ xung đột của người với đồ hoài ngọc ở dạ yến không cao thiếu minh vậy thì sao giữa các xứ phát sinh tranh chấp không phải là chuyện bình thường hay sao quách bình chỉ sợ người ngoài không nghĩ như vậy thuận lý thành trương cao thiếu minh nghiêm mặt vung tay lên bảo mọi người lập tức thu dọn đồ đạc rời đi chậm đã lại rút lời về sắc mặt rất khó coi nếu như mà bây giờ lảng tránh thì sự việc không nói rõ được bị hiềm nghi là bỏ trốn giơ lá thư trong tay lên lại nhìn một chút, giọng Cam hận nói, chúng ta căn bản không làm chuyện này, chúng ta hiểu rõ, lại khăng khăng vu vạ lên người chúng ta, rõ ràng là có ý đổ tội, việc này không phải là Kim Châu làm thì là Nam Châu làm, thậm chí, năng lực bảo vệ của sứ đoàn nước Tống làm sao có thể để thích khách dễ dàng đắc thủ như vậy, sợ là nước Tống tự mình làm. Quách Bình gật đầu, hiểu ý của y, nếu như việc này là nước Tống tự mình làm, vậy thì vấn đề nghiêm trọng rồi, không khác nào nói rõ thái độ của nước Tống, muốn mượn gió bẻ mang lúc xế chiều một nhóm người sứ đoàn nước tống tiến vào lưu phương quán xông thẳng vào đình viện nơi sứ đoàn nước yến dừng chân hai bên trực tiếp đối mặt một bên muốn xông tới một bên ngăn cản thi thể đồ hoài ngọc và một đám tùy tùng bầy trên mặt đất cái chết của đồ đại nhân ta cũng rất lấy làm tiếc nhưng việc này không có bất cứ liên quan nào với chúng ta dù cho các người muốn vu cáo cũng phải đưa ra chứng cứ cao thiếu mình chỉ thi thể trên mặt đất gầm thét chứng cứ lư thành hải cười lạnh Ánh mắt quét qua đám người phía bên kia, Từ Cáo có đó không? Theo cách nói của Triều Thắng Hoài, đã chém một nhát trên cánh tay của Từ Cáo, chỉ cần lôi Từ Cáo ra, tra xét rõ vết kiếm là được, trong thời gian ngắn như vậy, vết kiếm không thể khỏi hẳn. Nhắc đến Từ Cáo, trong lòng Cao Thiếu Minh lộp bộp một cái, trong lòng tràn ngập lo lắng, mặt lạnh lùng nói, đêm qua Từ Cáo đã mất tích rồi. Mất tích? Vậy thì thật trùng hợp, sớm không mất tích muộn không mất tích, lại mất tích ngay lúc này, người lừa quỷ à? Lưu Thành Hải giận dữ cười, đột nhiên chỉ mũi cao thiếu minh, muốn tự chứng minh mình trong sạch, thì lập tức đem từ cáo ra đây, bằng không đừng trách ta không khách khí. Cao thiếu minh, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Lư Thành Hải, bớt nói những lời vô dụng đi, đem người giao ra đây, đúng sai trắng đen tự nhiên rõ ràng. Cao Thiếu Minh, ta nói rồi, người đã mất tích từ tối qua. Y cũng không còn cách nào, chỉ có thể nói như vậy. Sứ đoàn nước tống bên này lập tức mặc kệ, khi hai bên nháy mắt muốn xông vào nhau, bên ngoài truyền đến một tiếng gầm thét, dừng tay hết cho ta. Số lượng lớn tu sĩ vạn động thiên phủ chạy đến, bao vệ phía bên này lại. Một vị trưởng lão thiên ngọc môn từ trong đám người đi ra, Kim Châu ta há lại là nơi các ngươi tùy ý dương oai. Động tĩnh bên đây quá lớn, đám người sứ thần nước tấn được ý chỉ phía trên vẫn đang tìm cơ hội ra tay tạm thời vẫn chưa rời khỏi cũng bị kinh động đến. Nhìn thấy tình hình này, Sở Ngọc Tương và Phó Sứ Lưu Đức Chính ngơ ngác nhìn nhau phủ thứ sử lê vô hoa nhanh chân chạy vào trong một tòa đình viện tìm được tư đồ diệu đang đàm luận với một vị trưởng lão cấp báo trưởng môn xảy ra chuyện rồi tư đồ diệu gấp cái gì từ từ nói lê vô hoa sứ thần nước tống đồ hoài ngọc rời khỏi kim châu không bao lâu trên đường gặp phải ám sát đã gặp nạn bây giờ người của sứ đoàn nước tống mang theo thi thể người gặp nạn xông vào lưu phương quán vọt vào sân của sứ đoàn nước yến nói là sứ đoàn nước yến ra tay ép sứ đoàn nước yến giao người Ông ta đem tình hình nói sơ qua. A, à, Tư Đồ Diệu và vị trưởng lão kia kinh hãi cùng nhau đứng lên. Chương 835, ta làm sao có khả năng làm loại chuyện này? Hai, Tư Đồ Diệu, năng lực bảo vệ của sứ đoàn nước Tống không yếu, thích khách sao có thể dễ dàng đắc thủ được, tình hình như thế nào? Lê Vô Hoa lắc đầu, tình hình cụ thể hiện giờ vẫn chưa biết. Nhanh đi làm rõ tình hình. Tư Đồ rượu phất ống tay, sau khi đợi Lê Vô Hoa rời đi, hắn ta đi tới lui suy nghĩ một hồi lâu. Sau đó nắm tay vị trưởng lão kia cùng nhau rời đi. Bọn họ cũng không đi lưu phương quán, mà là đi tới bên phía Ngưu Hữu Đạo. Quản Phương Nghi đang ngồi trong đình ở trong viện, hí hoáy một số bột nước son phấn các loại, đều là bảo người ở trong phủ thành Kim Châu mua, đang cầm hộp phấn ngửi, đang đánh giá mùi hương và chất lượng, nhìn thấy tư đồ rượu đến, lập tức đẩy hộp phấn lại, đi ra khỏi đình tiến đến cười nghênh đón, tư đồ trưởng môn đến rồi. Tư đồ rượu, Ngưu Hữu Đạo đâu rồi? Quản phương nghi ha ha nói, đạo gia đang ngồi thiền tu luyện, có chuyện gì sao? Tư đồ diệu cười lạnh một tiếng, hắn còn có tâm tình ngồi thiền tu luyện. Đi gọi một tiếng, được, ngài chờ một lát, váy lay động, quản phương nghi xoay người rời đi. Không bao lâu sau, nhiều hữu đạo mang theo chữ kiếm quay lại. Nghe nói tư đồ trưởng môn không vui, ai làm cho ngài tức giận rồi? Nhiều hữu đạo đi đến cười hỏi, tư đồ diệu nhìn chằm chằm hắn, sứ thần nước tống đồ hoài ngọc rời khỏi Kim Châu không bao lâu, trên đường gặp phải ám sát, có phải là do ngươi làm hay không? Vừa nghe tình hình, hắn ta liền nghi ngờ là Ngưu Hữu Đạo, lời nói trước đây của Ngưu Hữu Đạo, còn có hành vi của Ngưu Hữu Đạo, vốn là nhắm về nước Tống, còn cho là tên này có mưu kế dự tính nào khác, không ngờ đến lại mạnh bạo, trực tiếp hạ thủ ám sát, hắn ta thật sự không ngờ đến Ngưu Hữu Đạo lại có thể tổ chức đánh úp lực lượng sứ đoàn nước Tống. Mấu chốt việc này không thể coi thường, cần làm đến kín cái không một lỗ hồng, một khi bại lộ chính là đổ dầu vào lửa cho tình hình của Kim Châu và Nam Châu, ngay cả vạn động thiên phủ hắn ta ở trên địa vàn của mình cũng không dám tùy tiện làm chuyện này, lá gan tên này cũng hơi lớn rồi. Nghiêu hữu đạo lướt nhìn trưởng lão đi theo bên người tư đồ diệu, lộ vẻ kinh ngạc ta làm sao có khả năng làm ra loại chuyện này. Tư đồ diệu nhíu mày, người không muốn biết đồ hoài ngọc sống hay chết sao. Nghiêu hữu đạo xem thường, sống chết có liên quan gì đến ta. Dù sao cũng không phải ta làm, Tư đồ trưởng môn không đến mức nhất định phải liên lụy ta đấy chứ. Ý tứ trong lời nói sâu xa, tư đồ rượu méo mặt, khúc mở đầu cho việc này, vạn động thiên phủ cũng tham dự, đã bị kéo xuống nước, dám đem nhiều hữu đạo liên lụy đi ra, vạn động thiên phủ cũng tránh không thoát khỏi có liên quan, chính là đồng lõa, chỉ có thể giúp đỡ giữ kín bí mật. Chúng ta là ngừa một nhà, có phải là ngươi làm hay không đôi bên hiểu rõ trong lòng, tư đồ diệu cũng không có ý truy cứu trách nhiệm, chỉ là muốn biết chân tướng của sự việc hoặc nói là muốn biết tiến trình cụ thể cũng có thể có tâm lý chuẩn bị đề phòng bất chắc thế nhưng nghiêu hữu đạo chết không chịu thừa nhận hỏi vài câu không có được kết quả từ đồ rượu đành phải cáo từ trước khi chia tay nhắc nhở ai hưởng lợi thì người đó có khả năng là hung thủ nước tống không phải kẻ ngốc nghiêu hữu đạo hỏi một đằng trả lời một nẻo bên phía lưu phương quán không cần phải ngăn cản bọn họ muốn đánh cứ để bọn họ đánh là được cản bọn họ làm gì lời này nói rõ bên đây đã biết tình hình bên phía lưu phương quán từ đồ rượu trầm mặc hiểu ý của hắn, hy vọng sứ đoán hai nước làm lớn chuyện này một chút mới tốt, quay người đi. Đưa mắt nhìn khách rời đi, quản phương nghi hỏi, bọn họ nói không sai, nước tống không phải kẻ ngốc. Nghiêu hữu đạo, quan trọng sao? Cái cớ có sẵn đã đưa đến tay của nước tống, nước tống có muốn giả ngốc hay không là chuyện của bọn họ. Quản phương nghi thở dài nói, bất luận người ta có giả ngốc hay không, người ta cũng không tránh khỏi liệt ngươi vào kẻ tình nghi, sau đó người có dám cam đoan người ta sẽ không tìm ngươi tính sổ. Ngươi tiếp tục làm như thế, sẽ tích lũy ngày càng nhiều nguy hiểm cho bản thân." Như Hữu Đạo từ từ nói, thời buổi rối ren, ăn bữa nay lo bữa mai, nếu trước mắt cũng không đảm bảo, còn nói gì đến tương lai, trước tiên nghĩ biện pháp qua ải trước mắt này đi. "Quản Phương Nghi, có phải là ngươi đã quên một chuyện rồi hay không? Bản thân ngươi cũng nói, Thiệu Bình Ba đã biết Triều Thắng Hoài bị ngươi khống chế rồi, nếu như Triều Thắng Hoài lúc này nhảy ra chỉ điểm, ngươi không lo lắng Thiệu Bình Ba sẽ ra tay hay sao?" Nghiêu hiểu đạo, y bây giờ vẫn chưa vững chân ở nước tề, ta chỉ mong sao y hiện giờ đang lăn qua lăn lại, y trốn ở nước tề bất động, ta liền không có cơ hội. Cho dù ra tay thì như thế nào, nếu như y muốn lật tung hai ông cháu chiều ra, ta không có ý kiến gì. Quay đầu lại nói, đừng nghĩ nhiều nữa, tình hình bên này, truyền tin tức cho vương ra, để cho vương ra nắm chắc tâm lý. Quản phương nghi gật đầu, quay người đi khỏi. Hai người ngoài viện đi ra, trưởng lão nhìn sắc mặt tư đồ rượu hỏi trưởng môn hoài nghi cái chết của tư đồ ngọc là do Nhiêu hữu đạo làm. Tư đồ diệu, không phải hoài nghi, mà là chắc chắn do hắn làm, lá gan của tên này thật to, coi như là bảo vệ Nam Châu, thì không sợ sau đó nước tống tìm hắn tinh sổ sao. Trưởng lão kia không biết vì sao hắn ta chắc chắn, bởi vì không biết việc tư đồ diệu âm thầm cho người phối hợp với Nhiêu hữu đạo, chỉ là không khỏi cau mày nói, tên này điên rồi sao, lần trước ở đây đích thân giết yến sứ, lần này lại xử lý một tống sứ đây là chuyên dính với sứ thần các nước hay là sao ai nói không phải tư đồ rượu buông tiếng thở dài không ngừng lắc đầu lần trước sứ thần vài nước đến yến sứ chết rồi lần này sứ thần vài nước đến tống sứ lại bị người giết rồi đến một lần chết một người liên tiếp chết hai người tiếp tục như vậy ta đoán sau này sứ thần các nước e là không dám đến kim châu ta nữa không đến cũng được mỗi lần đến cũng là lòng dạ mưu mô việc ngày hôm nay cũng không phải là chuyện xấu gì nếu như thật sự là nghiêu hữu đạo làm hắn hiển nhiên là muốn lợi dụng nước tông áp chế nước yến trường lão vuốt tròm dâu đĩnh đạc nói sau đó suy nghĩ tấm tắc nói cũng không biết có phải nguyên nhân bởi vì lần trước hắn giết yến sứ sau chuyện lần đó biểu hiện ra bên ngoài của hắn với thương triều tông dường như vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định ai cũng biết hắn và thương triều tông là cùng một phe nhưng hai bên duy trì khoảng cách khiến cho triều đình nước yến có lời cũng không cách nào khăng khăng vu khống được khó có thể đem trách nhiệm cái chết hiến sứ chụp lên đầu thương triều tông. Tư đồ rượu lặng lẽ gật đầu, hình như là có chuyện như vậy, chỉ có điều bây giờ không phải lúc quan tâm đến việc này, thông báo bên phía lưu phương quán, đừng ngăn cản nữa, bọn họ mong muốn đánh đến người chết ta sống thì cứ để bọn họ đánh đi. Được, trưởng lão gật đầu đáp lại, nhanh chân rời đi thông báo. Nhưng mà sứ đoàn nước tống và sứ đoàn nước yến bên kia chỉ là tranh cái dữ dội, thật sự cho bọn họ cơ hội, lại đều kiềm chế vô cùng thêm vào triệu sâm nửa đường vòng trở lại ngăn cản, đánh không nổi. Sự tình nháo đến mức này, sứ đoàn hai nước thân là người trong cuộc đều không có vội vã rời đi, đều truyền tin tức trở về, đợi triều đình mỗi bên công khai. Phủ thứ sử Nam Châu, bên trong anh võ đường nơi quan trọng bí mật quân sự, thỉnh thoảng có võ tướng ra ra vào vào, mưa gió nổi lên, điều động binh mã Nam Châu thường xuyên, đang làm bố trí các hạng bố trí. Vương gia, tin tức Kim Châu, Lam Nhược Đình đi vào trong anh võ đường mừng rỡ kêu lên. Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông ở trước bản đồ cùng nhau quay đầu, vẫn chưa đón tiếp sự mừng rỡ của Lam Nhược Đình, mà đều nhìn về phía sau lưng Lam Nhược Đình. mươi 836, lại xử lý một tên. Mật thư dơ lên trong tay Lam Nhược Đình cứng đờ, dường như ý thức được gì đó, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy trưởng môn Đại Thiện Sơn Hoàng Liệt đang chắp tay đứng ở trước một mặt tường khác, nhìn một bức bản đồ khác trên mặt tường. Mưa gió nổi lên, triều đình nước yến nhằm vào đại chiến hết sức căng thẳng của Nam Châu, cao tăng đại thiện sơn đâu còn có thể nán lại ở tông môn, tập thể rời đến phủ thành nơi này. Điểm này Lam Nhược Đình đương nhiên là biết, chỉ là không ngờ đến Hoàng Liệt Thế mà cũng đang ở anh vũ đường, lại núp ở một bên không lên tiếng, khiến ông ta nhất thời không nhìn thấy nói lỡ miệng. Trong phòng tạm thời yên tĩnh khiến Hoàng Liệt chậm rãi quay đầu lại nhìn, từ từ xoay người, mỉm cười nói có phải có việc bí mật ta không thích hợp ở bên cạnh nghe, cần ta ra ngoài đúng không? Xe lăn quay sang, mông sơn minh cười nói, hoàng trưởng môn đang nghi rồi, không có việc. Lam Nhược Đình lập tức phản ứng theo, thở phào nhẹ nhõm nói, dọa ta giật mình, ta tưởng sau lưng ta ẩn giấu gì đó, thì ra là Hoàng Trưởng Môn. Mông Sơn Minh mỉm cười, Nam Châu không có bí mật gì mà Hoàng Trưởng Môn không thể biết, tiểu Lam, cho Hoàng Trưởng Môn xem trước. Hất cầm ra hiệu cho Lam Như Đình đưa thư cho người ta. Ông ta thấy dáng vẻ của Lam Như Đình, xem chừng có lẽ là tin tốt, đối với Nam Châu vào thời điểm này, tin tốt có thể khiến Lam Nhược Đình vui mừng như vậy, đối với đại thiện sơn mà nói chắc hẳn cũng là tin tốt phản ứng của ông ta cũng nhanh mau chóng đưa ra cách ứng đối thấy mông sơn minh cũng đã nói như vậy rồi thương triều tông mỉm cười gật đầu lam nhược đình đang muốn bước lên đưa mật thư hoàng liệt cười ha ha khoát tay nói ta chỉ thuận miệng nói không có ý gì khác xem trước xem sau cũng không quan trọng nói không chừng là quân tình khẩn cấp lam tiên sinh vẫn là đưa cho vương gia và mông doái trước đi không nên làm lỡ chính sự ta không hiểu chiến sự, đứng ngoài quan sát là được rồi. Y cũng tỏ ra hào phóng, tránh cho nói đại thiện Sơn Y vừa đến đã vênh váo hung hắng, bên này dù sao cũng không phải một tay đại thiện Sơn nâng đỡ lên, giữa hai bên ít nhiều cũng có chút xa lạ, hơn nữa tên như hữu đạo đau đầu kia kẹp ở giữa, giữ chút tôn trọng vẫn tốt hơn, tránh cho mọi người khó chịu trên mặt. Làm nhược đình tình thế khó xử, mông Sơn mình cũng không già mồm, hai tay tự mình thúc bánh xe đi sang, thương triều tông cũng đi qua theo, làm nhược đình giao thư cho thương triều tông trước. Thực ra Hoàng Liệt rất quan tâm nội dung trên mật thư, nội dung có thể khiến cho Lam Nhược Đình thất thố là gì chứ? Trong lòng lẩm bẩm, bề ngoài lại giả vờ ung dung bình tĩnh, lại quay người nhìn bản đồ trên bức tường. Sau khi Thương Triều Tông xem qua thư chợt kinh ngạc một tiếng, sứ thần nước Tống Đồ Hoài Ngọc ở Kim Châu bị ám sát bỏ mình, hung thủ là sứ đoàn nước Yến. Mí mắt Hoàng Liệt giật một cái, khó mà bình tĩnh lại. Bất thình lình quay người, nhanh chóng đi đến bên cạnh họ. Tin tức này khiến cho Mông Sơn Minh vội vã, nhanh chóng nhận thư, sau khi xem vuốt dâu trầm ngâm. Mông xoái, hoàng liệt thử duỗi tay xuống, a à, mời hoàng trưởng môn xem, mông sơn minh phản ứng kịp, hai tay lập tức dâng mật thư lên. Hoàng liệt run rẩy tay áo dường như, cũng vươn hai tay nhận thư, tỏ vẻ tôn trọng mông sơn minh. Sau khi xem thư, y kinh ngạc hai phần, phần đầu là việc ám sát, lần còn lại chính là thư này là tin tức nhiều hữu đạo gửi đến. Y lập tức hỏi, Nhiêu Hữu Đạo ở Kim Châu, y ở đây liên tục đưa tin cho Nhiêu Hữu Đạo, nhiều hữu đạo cũng không để ý đến y hơn nữa đại thiện sơn vừa rời đến nam châu bố cục nội bộ nam châu vẫn còn chưa chắc chắn an toàn làm gì còn tinh lực chú ý đến bên ngoài tạm thời bên phía kim châu vẫn chưa có tai mắt gì cho nên hoàn toàn không biết việc nhiều hữu đạo ở kim châu lam nhược đình nói xem ngày tháng và thời gian sự việc phát sinh bản thân đạo gia rất có thể đang ở kim châu nhìn thấy nội dung trên bức thư biết dấu không nổi nữa chỉ có thể thuận thế mà làm y rất hối hận hối hận quá mức vui mừng đi vào lại không để ý đến bên cạnh có người sống sờ sờ cũng không biết sơ suất của bản thân có làm lỡ việc của Ngưu Hữu Đạo. Thực ra bên này sớm đã biết Ngưu Hữu Đạo ở Kim Châu nhưng người của Đại Thiện Sơn vẫn luôn đang truy tìm tung tích của Ngưu Hữu Đạo. Bên này thấy Ngưu Hữu Đạo không nói với Đại Thiện Sơn cảm thấy có thể có nguyên nhân đương nhiên cũng ở đó giả bộ hồ đồ thoái thác không biết nói gì mà con người Ngưu Hữu Đạo trước nay không dễ dàng tiết lộ hành tung với bên ngoài Thần Long thấy đầu không thấy đuôi lần trước sau khi rời khỏi phủ thành vẫn chưa thấy quay trở lại quận thanh sơn cũng không biết đã đi đâu điều mà hoàng liệt quan tâm bây giờ không phải việc này đám người này là người của ngưu hữu đạo cũng không phải không biết vạch trần cũng không ý kiến bố cục nam châu chính là dạng này có những việc còn không bằng nhắm một mắt mở một mắt giả hồ đồ y quét mắt liếc nhìn ba người hỏi yến sứ giết tống sứ có phải có khả năng khơi mào cho chiến tranh của nước yến và nước tống triều đình đối mặt với áp lực có phải là sẽ có khả năng từ bỏ tấn công nam châu Thương Triều Tông, trên lý thuyết quả thực là như thế, nhưng điều kiện tiên quyết là thái độ của nước Tống. Hoàng Liệt ngó ngó nội dung trên thư, Yến Sứ vào thời điểm này giết Tống Sứ, sao ta cảm thấy không đúng? Dương mắt nhìn họ, hỏi, lần trước hình như Nghiêu Hữu Đạo đã giết Yến Sứ. Hắn ở Kim Châu, Tống Sứ này sẽ không phải là do hắn giết chứ? Mông Sơn Minh khoát tay một cái, ha ha nói, trên thư nói rõ là Yến Sứ giết Tống Sứ, năng lực đạo gia có lớn hơn nữa, cũng không đến mức nghe lời hắn đi giết Tống Sứ. Hoàng trưởng môn, có những lời nói chúng ta nói riêng với nhau thì được, nhưng không thể nói lung tung ở bên ngoài. Hoàng liệt gật đầu, điều này là hiển nhiên. Sau khi hai bên thảo luận, Hoàng liệt cũng không còn tâm tình ở lại đậy, xảy ra việc lớn như thế, trước tiên phải bàn bạc với cao tầng trong môn, sau đó còn phải xác minh lại tình hình một chút. Ra khỏi anh võ đường, nghi ngờ trong lòng của y đối với nghiêu hữu đạo vẫn chưa loại bỏ, trên mặt biểu lộ rõ vẻ hoài nghi, còn có lo lắng. Lý do hoài nghi Ngưu Hữu Đạo không chỉ là những thứ y vừa nói ngoài miệng, trọng điểm là thái độ của Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo trước đây quá bình tĩnh rồi, dường như từ sớm là đã biết trước có biến cố như vậy. Nếu như bàn ta gây tội sau màn thật sự là tên kia, trước tiên không nói sao làm được, chỉ dựa vào lá gan này, lúc trước xử lý một yến sứ, bây giờ lại giết một tống sứ, y ngẫm lại cũng đau răng, đổi lại là đại thiện sơn y cho dù có năng lực cũng không dám tùy tiện làm ra loại chuyện này. Điều y lo lắng bây giờ là, sứ giả một nước làm sao có thể dễ dàng bị ám sát như vậy, đây cũng không phải là tình hình như hữu đạo giết yến sứ lần trước, đây thế nhưng là trực tiếp đánh chặn đường ở nửa đường. Nước Tống có hoài nghi là Đại Thiện Sơn y triệu tập nhân thủ làm hay không, Đại Thiện Sơn nhập chủ Nam Châu, Yến Đình uy hiếp đến Nam Châu, Đại Thiện Sơn hoàn toàn có lý do làm như vậy, e là không muốn để người khác hoài nghi cũng khó. Nhưng cụ thể là chuyện gì y một chút cũng không rõ, không rõ quá trình sẽ không có chứng cứ rửa sạch cho bản thân. Y mơ hồ cảm thấy đại thiện sơn dường như bị nghiêu hữu đạo kéo xuống nước rồi, lại phân không rõ, từ này về sau còn không biết nước tống sẽ chỉnh đốn đại thiện sơn như thế nào nữa. Thời gian y giao thiệp với nghiêu hữu đạo cũng không dài, phong cách làm việc của nghiêu hữu đạo như lọt vào trong sương mù không tùy tiện lộ ra lá bài tẩy với bên ngoài y vẫn chưa quen, quen rồi có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Trong anh võ đường, thương, mông, lam ba người cũng đang đưa mắt nhìn nhau. chương 837, đệ tử quỷ y một Thương Triều Tông cúi đầu hỏi, Tống Sư có biết là sát thủ dưới trướng của đạo gia hay không? Làm như đình, Cao Thiếu Minh còn có chút năng lực, vào lúc này khuất nhục gì đó có lẽ đều có thể vứt bỏ, không đến mức hồ đồ như vậy. Hành động theo cảm tính giết Tống Sứ dường như có chút nói không thông, phía sau này e là ít nhiều có chút dính líu với đạo gia. Mông Sơn Minh nhắc nhở một câu, hắn chạy đến Kim Châu đóng giữ, chính là giải quyết nguy cơ lần này. Một câu đánh thức người trong mộng, Thương Triều Tông quay đầu nhìn về phía bản đồ bảy nước trên vách tường, lẩm bẩm tự nói, lại xử lý một tên. Quận Thanh Sơn, Hạ Hoa và Trịnh Cửu Tiêu ở trong núi dạo chơi, một bóng người lướt tới gia nhập, chính là Phí Trường Lưu. Có chuyện gì, Phí Trường Lưu hạ xuống liền hỏi một tiếng, người tự mình xem đi, Trịnh Cửu Tiêu đưa thư trong tay cho Phí Trường Lưu xem, ông ta cũng vừa mới xem được từ trên tay của Hạ Hoa. Ở lại nơi này lâu như vậy, ba phái sẽ không hoàn toàn coi nhẹ hoàn cảnh xung quanh nơi ổn định cuộc sống của bản thân, bên phía Kim Châu có tai mắt riêng lẻ là điều không thể tránh, Hạ Hoa bên này đã nhận tin Tống Sứ gặp thích khách trước một bước. Phí trường lưu sau khi xem im lặng không nói gì, nhìn về phía hai người, thử hỏi Kim Châu lại chết một sứ thần, lúc này nước Yến có thể làm ra chuyện này sao? Sự việc này không phải là do vị trong Sơn Trang kia làm chứ? Hai người khác cùng nhau quay đầu nhìn về phía Mao Lư Sơn Trang, gần như là chăm miệng một lời, khó nói. Ngân Nhi, người chưa no bụng nữa sao? Bên cạnh nhà thủy tạ, nhìn thấy Ngân Nhi ôm hộp cơm ngồi trên tay vịn ăn, Thương Thục Thanh đến gần không nhịn được hỏi một tiếng, vẻ mặt lo lắng, lo lắng thay cho bụng Ngân Nhi. Lần nào nhìn thấy vị này cũng đều đang ăn, ăn từ sáng đến tối, ngoài ăn ra chỉ có ngủ, đến nỗi tăng chúng Nam Sơn tự sắp xếp người Luân Phiên không ngừng chuẩn bị ăn cho vị này. Ngân Nhi nhìn về phía nàng, cười hì hì, lắc đầu, còn đem bánh nướng đã gặm qua đưa cho Thương Thục Thanh, cho người ăn. Thương Thục Thanh lúng túng, khua tay, ta không đói. Thế là Ngân Nhi lại tiếp tục gặp, vừa ăn vừa nhìn Thương Thục Thanh, thỉnh thoảng còn cười hì hì đáp lại một tiếng. Hiện tượng rất kỳ quái, đám người viên cương đều chú ý đến, bắt đầu từ lần đầu tiên Ngân Nhi nhìn thấy thương thục thanh, liền có thiện cảm đối với thương thục thanh khác hẳn với người bình thường, nhìn chằm chằm khuôn mặt xấu xí kia của thương thục thanh rất lâu, đột nhiên cười. Sau đó nhìn thấy Thương Thục Thanh là cười, thậm chí còn biết chủ động chạy đến bên cạnh Thương Thục Thanh nói chuyện. Cho dù là viên cương, muốn bắt chuyện với vị yêu vương này, đều phải đem nghiêu hữu đạo ra nói chuyện, mới có thể miễn cưỡng khiến vị này chú ý. Nhưng kỳ lạ là, sau khi quen biết Thương Thục Thanh, Thương Thục Thanh nói gì Ngân Nhi cư nhiên lại nghe. Sau khi Viên Cương quan sát, mơ hồ suy nghĩ ra chút gì đó, hoài nghi có phải bởi vì khuôn mặt quỷ kia của Thương Thục Thanh có chút giống với bướm La Sát, mới chiếm được thiện cảm của vị yêu vương này. Bên ngoài nhà thủy tạ, Viên Cương đi qua, Thương Thục Thanh chú ý đến, từ bên cạnh người Ngân Nhi rời đi, ra khỏi nhà thủy tạ, ngăn cản Viên Cương, hỏi, bên phía đạo gia có tin không? Bây giờ nước Yến muốn tiến công Nam Châu đã không còn là bí mật gì, nàng đương nhiên cũng biết, trong lòng rất là lo lắng. Viên cương có thể nhìn ra lo âu trong mắt nàng, an ủi nói, nếu như thế cục thật sự khó mà thao túng, chúng ta ở đây đạo gia sẽ không thể không sắp xếp, trước mắt vẫn chưa nhận được thông báo của đạo gia, đã nói lên thế cục vẫn chưa mất không chế. Quân sợ yên tâm, đạo gia đã đích thân đi bên phía Kim Châu tỏa chấn, thì sẽ không bỏ mặc không quan tâm, nhất định sẽ ra tay ngăn chặn. Kết quả ra sao không chắc chắn, có điều đạo gia không phải người ăn chay, quân chủ phải có lòng tin với đạo gia. Từ khi đoạt lấy Nam Châu, lại đuổi Thiên Ngọc Môn đi, hắn ta cũng thở phào nhẹ nhóm, ung dung hơn rất nhiều, cũng không lo lắng như vậy nữa. Dựa vào sự hiểu biết của hắn ta với đạo gia, bằng năng lực của đạo gia, đạo gia có càng nhiều đường sống quay về sẽ không hỏng bét như trước đây. Thương Thục Thanh sau khi nghe ngẫm nghĩ thấy cũng phải, con người đạo gia kia, nếu như thật sự có rắc rối sẽ không vứt bên này không quản, bên đây trước mắt gió yên sóng lặng như cũ đã nói rõ vấn đề phù phương viên một cái bàn dài trong lầu các ngọc thương ngồi lệch phía sau đọc sách độc cô tĩnh lên tới trên lầu các đi đến một bên quỳ xuống sư phụ bên phía kim châu đắc thủ rồi ngọc thương không lộ sơ hở gì chứ độc cô tĩnh rút lui sạch sẽ không để lại bất kỳ manh mối gì liên quan đến chúng ta chỉ là gan của tên kia không khỏi quá lớn rồi hắn không sợ nước tống hoài nghi truyền tìm đến tính sổ lên đầu hắn sao ngọc thương sự việc đến nước này ngươi còn cho rằng hắn ăn chay hay sao hắn đã không lo lắng ngươi lo lắng làm gì độc cô tính ý của đệ tử là một khi hắn bị nước tống kéo ra có khi nào cũng làm cho chúng ta bị liên lụy hay không ngọc thương không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không làm như thế trước mắt ít nhất có một điểm chúng ta có thể yên tâm có nhược điểm như thế trong tay chúng ta hắn không dám vì tiện tiết lộ thân phận của chúng ta trải qua chuyện này ta ngược lại hy vọng hắn sớm có thành tựu ở Nam Châu, mạo hiểm một chút cũng không sao, có lợi cho tương lai của chúng ta. Phải rồi, bên phía nương nương và công tử sao rồi? Độc cô tính, rất tốt. Sư đệ cư hành sơn báo, công tử một lòng nghiên cứu học vấn, nương nương tự do thoải mái, chiều đại ăn sung mặc sướng, bên phía nương nương ra vào tự do, thường xuyên xuống núi đi dạo, có người đi theo bảo vệ ổn thỏa. Hai, nữ nhân A, đều là không chịu được cô quạnh, ngọc thương buông tiếng thở dài, không còn tâm trạng tiếp tục đọc, ném cuốn sách lên trên bàn, hỏi đệ tử quỷ y kia sao rồi. Độc cô tính lắc đầu, ném danh thiếp của sư phụ, người ta vẫn là không chịu gặp. Đệ tử hoài nghi có phải là có thật giật mình, có thật là đệ tử quỷ y vẫn còn phải chờ bàn bạc. Ngọc Thương, dám ngang nhiên để lộ thân phận đệ tử quỷ y, có lẽ không thể giả được, trừ phi là chán sống rồi còn tạm được. Cho dù là giả, có lẽ cũng là có quan hệ không cạn với quỷ y, còn ném thiếp, sau ba lần, nếu còn không gặp ta lại đến nhà thăm hỏi thử. Vâng, Độc Cô Tính gật đầu đáp lại, lại có chút nghi ngờ, y nếu đã ra vẻ ta đây không gặp, sư phụ vì sao tự tổn hại thể diện nhất định phải gặp cho bằng được. Ngọc Thương liếc gã một cái, Khổ Thần Đan, ta trái lại phải xem xem vị này đến qua cầu ngắm phong cảnh thêm sự từng trải, hay là muốn đi vào trong vòng sóng gió, giang hồ nước sâu, hy vọng vị đệ tử quỷ y này tự thu xếp cho ổn thỏa. Nét mặt Độc Cô Tính nghiêm nghị, hiểu ra, trong Hiểu Nguyệt các có không ít người chịu sự khống chế của Khổ Thần Đan khổ thần đan cũng không có thuốc giải triệt để tận gốc thật sự, quỷ y có thể hóa giải khổ thần đa hay không bên đây còn không biết được, nhưng mà ngay cả độc của Hồng Hải Nhi cũng có thể giải được, không thể không khiến người lo lắng, nếu như độc có thể hóa giải khổ thần đan, vậy thì vấn đề lớn rồi. Trước đây không lo lắng, là bởi vì quỷ y khó tìm, quỷ y cũng sẽ không dễ dàng ra tay cứu chữa, đều biết quỷ y không dễ tiếp xúc, nhưng bây giờ đệ tử của quỷ y ngang nhiên lộ diện, nếu như một khi có thể hóa giải, người lại sắp xếp ở ngoài sáng dễ thấy như vậy, người chịu sự khống chế âm thầm của hiểu nguyệt các bên này nhất định đi đến cầu cứu, ảnh hưởng đối với hiểu nguyệt các quá lớn rồi. Sư phụ đây là muốn đi dò xét một chút, xem đệ tử quỷ y này có tùy tiện ra tay chữa trị hay không, có thể hóa giải hay không. Cũng chuẩn bị tốt ứng đối. chương 838, đệ tử quỷ y 2. Một tòa trạch viện trong kinh thành cũng không quá bắt mắt, khoảng đất coi như tĩnh mịch, lúc này lại đông như chảy hội. Bên ngoài cửa lớn đóng chặt, hạ nhân người hiển quý ném thiếp bái kiến kia thật là chen trúc thành đống, từng người một trông chờ nhìn cánh cửa lớn đóng chặt kia. Nói tóm lại, mọi người cũng coi như là yên tĩnh, không có lớn tiếng ồn ào. Một hồi tiếng vó ngựa vang lên ở đầu đường, vây quanh một người đàn ông dáng người khôi ngôi mặc áo bào tím ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, người đàn ông có khuôn mặt anh Tuấn cương nghị, đầu quấn khăn đầu màu vàng. Là Tây Viện Đại Vương, trong đám người có người nói thầm một tiếng, sự xuất hiện của Tây Viện Đại Vương Hảo Vân Thắng khiến cho đám người trong ngõ nhỏ nhao nhao lách sang hai bên, nhường đường. Xuống ngựa trước cửa, một cái chân dựa vào bộ khung kim loại đi đường phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch, khập khẽnh rất dễ thấy. Người chắn ở cửa đều tránh ra, nhường ra chỗ trước cửa cho Hảo Vân Thắng. Một tên tùy tùng của Hảo Vân Thắng bước lên thềm muốn gõ cửa. Vù ba, Hảo Vân Thắng vung tay liền rút ra một cái roi ngựa, đánh rách hy phục sau lưng của tùy tùng, vung roi chỉ tên tùy tùng quát lên, ai bảo ngươi đường đột quấy rối tiên sinh đứng ở cửa đợi, vâng, tùy tùng ăn đòn không dám có lời oán giận, lập tức lui xuống bậc thềm chờ đợi. Hạo Vân Thắng cũng thành thật đứng ở cửa đợi, rất là kiên nhẫn, rất có vẻ hạ mình cầu hiền. Lúc trước lão đã phái người đưa thiếp mời qua, nhưng người ta căn bản mặc xác lão vương ra này. Hắn cũng nổi nóng, nhưng mà ngẫm lại bối cảnh của vị ở trong viện này, lão cũng không trêu chọc nổi, vì thế ngoan ngoãn đích thân đến đây. Hạ nhân các phủ ở trong ngõ nhỏ cũng không lên tiếng, tuy rằng bị người ta chen ngang, nhưng ai bảo người ta là Tây Viện Đại Vương của nước chiêu. Chờ rồi chờ, một lần đợi liền đợi đến lúc chạng vạc, một tên tiểu nhị của tử lâu sách theo hộp thức ăn đến, bị trận thế ở cửa của Tây Viện Đại Vương dọa sợ, có chút không dám đến gần. Có người ở bên tai Hạo Vân Thắng nói nhỏ vài câu, Hạo Vân Thắng với tay gọi tiểu nhị kia sang, hỏi là đưa cơm cho khách nhân ở bên trong. Tiểu nhị căng thẳng nói, hồi vương ra, vâng ạ, khách nhân bên trong đặt ở tử lâu chúng tôi một ngày ba bữa, tiểu nhân phụ trách đưa cơm. Hạo Vân Thắng phất tay ra hiệu hắn ta đi gõ cửa. Tiểu nhị dè dặt bước lên bậc thang gõ cửa. Không lâu sau, cửa mở cót két, một nữ tử áo xanh mở nửa cánh cửa ra, khuôn mặt thanh tú, trong tay xách một cái hộp, trao đổi với hộp thức ăn trong tay tiểu nhị. Vào lúc đang muốn đóng cửa, Hạo Vân Thắng vội bước đến cửa, một tay đem tiểu nhị kia đẩy sang một bên, chắp tay cười nói, nghe nói vô tâm tiên sinh ở đây, tiểu vương Hạo Vân đồ vì cầu kiến tiên sinh, đã ở cửa đợi chờ một thời gian dài cô nương có thể thay mặt thông báo một tiếng hay không tây viện đại vương nước tề đến rồi nữ tử có chút kinh ngạc gật đầu chờ một lát cửa lại đóng trong đình viện không lớn một bức tranh cố kỹ rũ xuống trên nhánh cây trên bức tranh là một hình vẽ người không một sợi vải hình vẽ người bị lột da cơ thịt gì đó dưới da được vẽ sinh động như thật trông có chút kinh khủng phô tâm đang ngồi dưới bức tranh chơi đùa một đống bùn nói một cách chính xác đang dùng bùn đắp nặn nhân vật trong tranh Tiên sinh, cơm nước đến rồi." Nữ tử quay về chào hỏi một tiếng. Nữ tử này tên là Quách Mạn, chính là người mà Vô Tâm cứu. Sau khi nói chuyện tìm hiểu nhau trên đường, Vô Tâm nói bên cạnh thiếu một trợ thủ, hỏi nàng ta có nguyện ý đi theo y hay không. Ban đầu Quách Mạn có chút do dự, sau này sau khi được biết y là đệ tử Quỷ Y, lập tức hớn hở đồng ý. Ở Tề Kinh này, nàng ta coi như là được lĩnh giáo trọng lượng của Quỷ Y, bao nhiêu quyền quý muốn gặp mặt đệ tử Quỷ Y này một cái cũng khó. Vô Tâm ừ một tiếng, Quách mạn đến gần nói tiên sinh, bên ngoài, Tây Viện Đại Vương của nước Tề Hạo Vân Thắng đích thân đến rồi, đã đợi ở cửa rất lâu, hy vọng có thể gặp tiên sinh. Vô tâm không lên tiếng, quách mạn đã hiểu, liền xách hộp cơm vào trong đình ở bên cạnh, lấy món ăn phân tầng bày lên bàn đá. Quay đầu nàng lại múc nước sạch từ trong giếng sang, tiên sinh, rửa một cái rồi ăn cơm đi. Vô tâm chợt lên tiếng nói, để lão vào đây đi. Sao, quách mạn sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại, quay người đi không lâu sau, trong sân vang lên tiếng lạch cạch lạch cạch, Hạo Vân Thắng đi vào, không để lão mang theo quá nhiều người, chỉ cho phép dẫn một tên tùy tùng. Tiểu vương Hạo Vân Thắng, ra mắt tiên sinh, Hạo Vân Thắng đến bên cạnh cung kính chào, vô tâm không để ý đến, chú tâm, tập trung tinh thần cho tượng bùn trên tay. Tình hình này khiến cho Hạo Vân Thắng có chút xấu hổ, nhìn đối phương bận bịu trên tay, lại nhìn nhìn bức tranh đang treo kia, không có lời tìm lời nói tán thưởng tiên sinh quả nhiên là diệu thủ. Vô tâm lên tiếng, không cần nói những lời vô dụng đó, có chuyện trực tiếp nói. Hạo Vân Thắng cũng không dám lộ ra không vui gì, sờ lên cái chân tàn phế kia, cái chân này của bổn vương sau khi bị thương coi như phế rồi, nghe nói tiên sinh diệu thủ hồi xuân, có thể làm phiền tiên sinh xem một chút được không? Cho dù có thể hồi phục đi lại như thường hay không, chỉ cần tiên sinh đồng ý giúp đỡ, thù lao không thành vấn đề. Vô tâm khẽ dương mắt, nhìn nhìn cái chân dựa vào khung kim loại đỡ mới có thể đứng được của lão, Món tay đang dính bùn dơ lên chỉ chỉ, ra dấu tay. Hạo Vân Thắng nhất thời không phản ứng kịp, đến khi quách mạn rời cái ghế ra hiệu, lão mới hiểu được là ý gì, lập tức, lập tức gọi Tùy Tùng giúp đỡ, ngồi trên ghế dựa tháo khung kim loại trên chân xuống, cởi bỏ giày, tháo bỏ tất, cuộn ống quần lên. Quách mạn múc nước sạch, giúp vô tâm rửa sạch đôi tay, sau đó dưới sự ra hiệu của vô tâm lại lấy cuộn ra đến. Mở cuộn ra ra, vô tâm lấy cây ngân châm, trước tiên vươn tay sờ sờ, vươn tay nhéo nhéo vết sẹo nhìn thấy mà kinh người trên chân kia của Hạo Vân Thắng, sau đó chuẩn bị hạ châm, trước khi hạ châm nhắc nhở nói cảm thấy đau thì nói một tiếng. Được, Hạo Vân Thắng liên tục gật đầu, vừa mới nói xong, vô tâm đã một châm đâm xuống. Hạo Vân Thắng, như kiến cắn, không thể nói là đau nhức. Vô tâm rút châm ra lại hạ châm, liên tục đâm mười mấy châm, Hạo Vân Thắng đều nói không đau. Lão đang kỳ quái chỗ đối phương đâm tại sao bản thân không thấy đau gì mấy, ai ngờ chỗ châm hạ xuống tiếp theo, Chuyển đến một trận đau nhói mãnh liệt, có xúc động muốn đá chân, thế nhưng cái chân này sau khi tàn phế không cách nào đá được, vội vã la lên, đau, tiên sinh, đau. Vô tâm thu châm đứng lên, một đoạn gân cốt bị hủy, kéo dài quá lâu, muốn trùng sinh không có khả năng cho lắm, muốn trị khỏi phải lần nữa nối thêm một đoạn gân cốt trong thời gian ngắn cũng khó mà hồi phục, tối thiểu phải cần thời gian nửa năm. Nghe nói có thể trị khỏi, Hạo Vân Thắng mừng rỡ, vội vàng nhờ sự nâng đỡ của Tùy Tùng đứng dậy, chắp tay nói, chỉ cần có thể trị khỏi, nhiều năm như vậy bổn vương còn có thể đợi được, há lại sẽ để tâm nửa năm này, xin tiên sinh hãy cứu ta. Vô tâm, có thể chữa trị cho ngươi, ngoài cửa của ta quá ổn rồi, ta không thích nhiều người chặn ở cửa của ta như thế. Hạo Vân Thắng lập tức lòng đầy căm phẫn nói, quả thực là quá không ra gì, cả ngày chắn ở cửa nhà của người khác xem chuyện gì xảy ra. Tiên sinh yên tâm, bắt đầu từ ngày hôm nay, bổn vương bảo đảm tình huống này sẽ không xảy ra nữa. Nghe giọng điệu đó của lão, làm như đám người bên ngoài kia chặn trước cửa nhà lão vậy. Vô tâm, đây là ngươi nói đấy, ta không ngượng ép ngươi, nếu như làm không được, tứ chi của ngươi có lẽ cũng giữ không nổi. Hạo Vân Thắng phát tẩm một cái, vội nói, nói là làm, nhất định làm được, nhất định làm được, tiên sinh yên tâm. Truyền thuyết quỷ y lão không xa lạ gì, quỷ y dường như không có thế lực gì, nhưng người đạt đến trình độ y thuật đó, thứ có được chính là thế lực vô hình, so với thế lực mắt có thể nhìn thấy được, tai có thể nghe thấy được càng đáng sợ hơn, người ta thật sự không đem một vương gia như lão đặt vào mắt. chương 839, mang thai một vô tâm không nói thêm nữa, sau khi rửa tay đi vào trong đình, bảo quách mãn đưa bút mực nghiên giấy tới, đích thân bắt tay vào viết xuống một toa thuốc, giao cho hảo vân thắng, chân của ngươi là vết thương cũ, không nên trực tiếp bắt tay vào chữa trị, dựa vào đơn thuốc nấu thang thuốc, mỗi ngày sớm tối ngâm một canh giờ, đem mạch máu kinh mạch vết thương cũ giãn ra. Ba ngày sau, ngươi lại đến đây, ta xem tình hình một chút lại quyết định phương thức trị liệu. Hạo Vân Thắng như nhặt được của quý hai tay nhận lấy, liên tục gật đầu, nhất định tuân theo lời dặn dò của tiên sinh. Dáng vẻ đó còn cung kính hơn khi nhận thánh chỉ của hoàng đế. Tiễn khách, Vô Tâm dứt lời cầm đũa ăn cơm, Quách Mạn vươn tay tiễn khách, Quách Vân Thắng nhìn nhìn thức ăn đơn giản trên bàn, chủ động tâng bốc nói, thức ăn của Tử lâu này không xứng với tiên sinh, ăn uống sau này của tiên sinh, bổn vương sẽ cho người chú tâm chuẩn bị, đúng giờ đưa đến vô tâm, không cần. Hạo Vân thắng đành phải thôi, có điều vẫn ra hiệu tùy tùng bên cạnh lấy một tờ kim phiếu ra, trăm ngàn kim phiếu để trên bàn, một chút tâm ý, tiên sinh đừng chê. Cái này, vô tâm ngược lại không từ chối, chậm rãi ăn cơm của mình. Mời, quách mạn lần nữa đưa tay tiến khách, được được được, tiên sinh ăn từ từ, bổn vương không quấy dày nữa. Hạo Vân thắng lui về sau kho người cáo từ, sau khi ra khỏi viện, cũng không quên chắp tay cảm ơn quách mạn sau khi quách mạn quay lại ngồi ở đối diện vô tâm cùng nhau dùng bữa. Vô tâm chỉ chỉ kim phiếu trên bàn, ngày thường chỗ nào cần dùng tiền, người giữ lấy. Quách mạn xấu hổ vì trong túi giống tuếch, ít nhiều gì cũng hiểu được tác phong của đối phương, nói là làm, không cần khách khí, kim phiếu đến tay gật một cái, không khỏi chật chật hai tiếng. Tùy tiện làm một chút, vẫn chưa khẳng định có thể chữa khỏi hay không, cũng không nói là bao nhiêu tiền, người ta đã chủ động dâng lên trăm ngàn kim tệ, Số tiền kiếm được này không khỏi có chút quá dễ dàng rồi, đích thật là so với nàng làm tán tu tốt hơn nhiều. Anh Vương phủ, sau bữa tối, Hạo Chân chủ động mời Thiệu Liễu Nhi đi tản bộ trong hoa viên. Thiệu Liễu Nhi biết y nhất định có chuyện gì đó, cùng đi, chờ đợi. Quả nhiên, sau khi men theo nửa vòng, Hạo Chân hỏi, liên lạc với ca ca của ngươi như thế nào rồi? Thiệu Liễu Nhi, liên lạc rồi, hắn ta không nói gì, chỉ bảo ta tự mình chăm sóc tốt cho bản thân. Ừm, Hạo Chân gật đầu, Liễu Nhi Ngươi là người thông minh, có những lời không cần ta phải nói nhiều, sau này liên lạc với ca ca ngươi nhiều hơn. Thiệu Liễu Nhi tiếp hiểu, hai người không có chung đề tài gì, sau đó thật sự trở thành đi dạo, sau khi lại tản bộ nửa vòng, Thiệu Liễu Nhi chủ động tìm lời nói, vương ra, nghe nói đệ tử quỷ y đến tề kinh rồi. Hạo chân, tên là vô tâm gì đó, tên là lạ, không giống như là tên thật. Thiệu Liễu Nhi, nghe nói không ít quan lại quyền quý phái người gửi thiếp bái kiến, làm có cửa nhà tên vô tâm kia bị chắn lại, Hạo chân có thể hiểu được, có người có lẽ thật sự là muốn chữa bệnh, phần nhiều vẫn là muốn lôi kéo giao tình. Thiệu liễu nhi, có những loại bệnh, tu sĩ dựa vào pháp lực cũng trị không nổi, sinh lão bệnh tử không thể tránh khỏi, có danh y như thế, bất kể có bệnh hay không, có gia đình giàu có nào không muốn nhờ y kiểm tra giúp, đều muốn kết giao, nghe nói trưởng công chúa Kim Châu nước triệu chúng kỳ độc trong người cũng bị y hóa gai yê giỏi. vương gia vì sao không gửi danh thiếp, quen biết người như vậy sẽ không có chỗ xấu, nếu như vương gia cảm thấy không tiện, thiếp lấy danh nghĩ của mình gửi thiếp bái kiến được không? Hạo chân, tính cách của người này dường như có chút cổ quái, không dễ giao tiếp, trong cung còn chưa có phản ứng, vẫn còn quan sát, chúng ta cũng không cần góp thêm náo nhiệt kia nữa. Vừa mới nghe nói, sau khi vị hoàng thúc Tây Viện kia bái kiến qua vị kia, phái một đám nhân mã đem đám người trong hẻm dọn sạch rồi, không cho người quấy rầy đệ tử quỷ y, vì thế đắc tội không ít người. Trước tiên xem thử tình hình rồi nói tiếp đi, thiệu Liễu nhi gật đầu, vương gia nói đúng, thiếp hiểu rồi. Uệ, nàng ta đột nhiên tay ôm ngực, dáng nôn khan, hạo chân kinh ngạc, như thế nào rồi? Thân thể không khỏe, vẻ mặt thiệu liễu nhi ngượng ngùng, vương ra, không có chuyện gì, pháp sư xem qua rồi. Pháp sư nói, thiếp mang thai rồi. Hạo chân sửng sốt, mặt lộ vẻ nghi ngờ, đại sự như thế, vì sao chưa có ai nói với bổn vương? Răng ngà thiệu liễu nhi cắn cắn môi, là thiếp bảo bọn họ không được nói. Nàng ta muốn gặp đệ tử quỷ y kia, cũng có chút ý nghĩ nhờ người ta giúp kiểm tra, tuy nói trong nhà có tu sĩ, nhưng thân là nữ nhân dù sao cũng là lần đầu trải qua chuyện này, trong lòng có chút thấp thỏm, lúc đại phu tốt hơn giúp kiểm tra xem xem càng có thể an tâm hơn. Thấy dáng vẻ của nàng ta, Hạo chân rất nhanh hiểu rõ, là muốn cho bản thân một niềm vui, bằng không tu sĩ trong phủ sẽ không giúp che giấu, lúc này mỉm cười một cái, vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng ta, ôn hòa nói, đêm nay sẽ không có chuyện khác, bổn vương bồi ngươi thật tốt, ngày mai theo bổn vương cùng nhau vào cung, báo tin vui cho phụ hoàng. Ừm, thiệu liễu nhi ôn nhu gật đầu, phu thê hai người, đều là một thân y phục hoa lệ, nắm tay nhau dạo chơi dưới ánh chiều ta trong hoa viên. Cung thành sừng sướng, bộ tầm chắp tay đứng trên tường thành, phóng tầm mắt về phía ánh chiều tà nơi chân trời. Bộ phương lên trên thành, đi đến bên cạnh ông ấy, sau khi Tây Viện Đại Vương hồi phủ, hạ nhân lập tức tìm kiếm một số dược liệu khắp nơi, xem tình hình, đệ tử quỷ y kia có lẽ là giúp Tây Viện Đại Vương trần trị rồi. Cái chân đó của lão thiếu đi thứ đồ, qua nhiều năm như vậy rồi, cũng đã định hình, chẳng lẽ đệ tử quỷ y kia còn có thể giúp lão mọc lại ra lần nữa. Bộ tầm có chút kỳ quái, bộ phương, khóc xác định, phải xem tình hình phía sau mới có thể phán đoán, nếu như nóng lòng muốn biết rõ tình hình, có lẽ có thể trực tiếp tìm Tây Viện Đại Vương để hỏi. Bộ tầm nói, trước tiên cứ mặc kệ lão, đệ tử quỷ y đó, cha rõ lai lịch hay chưa? Bộ phương, thực sự là không dễ cha, quỷ y vốn là người thần long thấy đầu không thấy đuôi, từ trước đến nay luôn thần bí, chúng ta ngay cả tung tích của quỷ y cũng không cách nào nắm được đệ tử này bên cạnh ông ta đột nhiên xuất hiện lai lịch xuất thân tất cả đều không rõ giáo sự đài ngay cả một chút manh mối cũng không có căn bản không biết nên bắt đầu từ đâu manh mối đã biết là y từng theo quỷ y xuất hiện qua một lần ở phủ thứ sử kim châu cái này có thể chứng minh y đích thực là người của quỷ y không tính là manh mối điều tra gì bộ tầm nhìn về phương xa từ từ nói người phụ nữ bên cạnh y thì sao Bộ Phương, lai lịch của người phụ nữ này ngược lại đã làm rõ một chút, tên là Quách Mạn, chẳng qua là một tán tu của giới tu hành mà thôi, mới tu vi luyện khí kỳ, nghe nói là đồ đệ của một tán tu nào đó đã chết, trước mắt cha đến có hai huynh đệ kết nghĩa. Người phụ nữ này thật sự không tính là nhân vật gì, cũng không biết làm sao có thể ở cùng một chỗ với đệ tử quỷ y. Giáo sự Đài đang cho người truy xét hai huynh đệ kết nghĩa kia của nàng ta, tìm được hai người này có lẽ có thể tra ra chút manh mối, đoán chừng có không ít người tìm hai người này. Bộ Tâm, bệ hạ hâm mộ danh tiếng, muốn gặp mặt đệ tử quỷ y này, chúng ta không thể để người nào cùng đặt bên cạnh bệ hạ, xảy ra chuyện ai cũng không thể gánh nổi trách nhiệm, phải nhanh chóng làm rõ. Vâng, bộ phương chắp tay lĩnh mệnh. Yến Kinh, Cao Thiếu Minh chui xuống xe ngựa ngẩng đầu nhìn cánh cửa to lớn của căn nhà, thở dài một hơi. Phát sinh sự việc như thế, Yến Kinh bên này nhất định muốn biết rõ tình hình cụ thể, gọi y trở về gấp, vừa đến kinh thành ngay cả nhà cũng chưa về, trực tiếp bị dẫn đến công đường tra hỏi chương 840, mang thai, hai Bước lên bậc thềm vào bên trong, lão quản gia đợi ở cửa đã lâu nghênh đó, đại gia đa về, lão ra ở thư phòng đợi ngài. Trong thư phòng, đại tư đồ của nước Yến cao kiến thành một thân thường phục, ngồi ở trước thư án viết chữ, người gầy như một cây củi, tròm dâu cũng không mấy sợi, nhưng người lại hiện ra tinh khí tràn trề, không thấy giả. Cao thiếu minh đi vào bái kiến, phụ thân, cao kiến thành ừm một tiếng, hỏi, hỏi như thế nào rồi? Cao Thiếu Minh, con nói hết lần này đến lần khác, không phải con làm, con không có mốc đến mức này, con làm sao có thể ở thời điểm này ra tay với Tống Sứ, nhưng bọn họ lại hỏi đi hỏi lại không để yên, hỏi đến con miệng đắng lưỡi khô, kiệt sức. Cao Kiến Thành ngừng bút, hai tay đặt ở phần bụng, dựa vào thành ghế như thế nào. Cảm thấy ủy khuất con, Cao Thiếu Minh hơi im lặng, lắc đầu nói từ cáo dù sao cũng là người bên cạnh con, đích thực là sơ suất của con, để người ta khoan một lỗ. Từ cáo không còn có khả năng sống sót, đoán chừng đã biến mất khỏi thế gian này, cho nên đây chính là món nợ không rõ ràng, căn bản cha không ra chân tướng, cho dù không phải con làm, con cũng chịu tội khó thoát. Cao Kiến Thành gật đầu, ở lại tổ chức gián điệp mấy năm nay coi như không uổng phí, con hiểu là tốt rồi. Chỉ có điều triều đình cũng không hồ đồ, trong lúc mấu chốt này, không dùng não cũng có thể đoán ra là có người dở trò, nhưng mà bệ hạ tức giận. Trách nhiệm rơi trên đầu của con, con cứ thành thật chịu lấy, đừng có oán thán bất cứ lời gì một số việc ta đã thương lượng xong với đồng mạch cao thiếu minh gật đầu nhi tử đã hiểu khiến phụ thân phiền lòng rồi cao kiến thành đứng dậy rời khỏi bản sơ suất này của con xem như là làm lớn chuyện rồi nước tống liên tục khiển trách yêu cầu chúng ta giao ra hung thủ từ cao biến mất rồi bên phía nước tống lại xuất hiện tên triều thắng hoài nhất định cắn chặt nói từ cáo là một trong những hung thủ hơn nữa tên đó lại là cháu trai của trưởng lão vạn thú môn triều kính Vạn thú môn từ trước đến nay không cuốn vào tranh chấp các nước, bối cảnh như thế xuất hiện chỉ điểm rất có trọng lượng. Nước Tống cũng không có thể nào đem tên triều thắng hoài đó ra cho chúng ta thẩm vấn. Nước Tống chiếm được lý, không chỉ là ngoài miệng đúng lý không tha người, phía sau cũng tiến hành động tác, theo tin tức của tổ chức gián điệp tình báo, nước Tống đang điều động nhân mã, bên phía nước Hàn cũng bí mật tăng thêm binh về phía nam, một khi triều đình tiếp tục động thủ với Nam Châu, cho bên ngoài thừa cơ hội, hai nước ắt sẽ có một nước động thủ nước còn lại tất nhiên cũng thừa nước đục thả câu, đây là muốn thừa loạn mà chia cắt đại yến ta. Sự việc kinh động đến tiêu giao cung, tử kim động, linh kiếm sơn, ba vị trưởng môn đích thân đến hoàng cung tạo áp lực ở ngay trước mặt bệ hạ, bệ hạ bị ép bất đắc dĩ, bố trí quân sự nhằm vào nam châu đã thu hồi mệnh lệnh đã ban, bắt đầu triệu tập nhân mã đi về hai hướng nam bắc bày biện pháp phòng ngự, thu hồi cơ hội tốt đẹp hủy hoại nam châu trong phút chốc, bao nhiêu tâm huyết uổng phí hết, còn bảo bệ hạ làm sao có thể không nổi nóng? nếu không phải cha của con ta đây ở trong triều còn có chút thế lực, nếu không phải quần thần lấy lý do bây giờ giết con ngược lại làm cho chỉ trích của nước tống càng thêm vững vàng để ngăn cản bệ hạ, con cho rằng đầu của con còn có thể giữ nổi hay sao? Chỉ dựa vào hủy diệt huy phong triều đình, tăng thêm khí thế của thương triều tông, bệ hạ đã không tha cho con. Cao thiếu minh nghe mà toát mồ hôi lạnh toàn thân, hỏi ý của phụ thân là, chờ cái tiếng này trôi qua, bệ hạ sẽ tìm con tính sổ. Cao kiến thành đáp, ta còn ở trong triều, ít nhiều bệ hạ cũng phải nể mặt một chút, qua được cái hố này, sau này bệ hạ có tìm con để tính sổ cũng không quá mức. Nhưng có một điều chắc chắn, tiền đồ của con coi như dừng bước tại đây, sau này, trong danh sách thăng chức, bệ hạ sẽ vung bút gạch một cái trên tên của con. Vị trí sứ thần nước triệu, để tránh nước tống bị dèm pha, tạm thời sẽ không động đến. Danh tiếng mất đi, những người nhìn chằm chằm vào vị trí này trong chiều sẽ bỏ đá xuống giếng, bệ hạ cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, có chỗ nào nhàn rỗi sẽ điều con tới hưởng gió con có một vết như có quan hệ tới thương triều tông phạm vào tối kỵ của bệ hạ không ai làm người tốt nói đỡ cho con đâu cao thiếu minh buồn bã cười gượng lắc đầu nếu thế thì thôi con cũng đành nhận có nơi nào mát mẻ thì đi hóng gió vậy hồ đồ cao kiến thành giận tím mặt đột nhiên đổi tính chỉ vào mũi con trai mà mắng ẩm lên giờ là thế đạo gì là thời thế đại tranh như đi ngược dòng nước không tiến ắt sẽ lùi trên triều đình trạch một bước các bước sau sẽ sai lầm không ai có thể chủ động bảo ngươi phải thối vị nhượng chức. Cái gương tống cửu minh còn đấy, xuống rồi có dễ dàng lên được nữa không? Muốn chờ đến biến động một chiều thiên tử một chiều thần, còn không biết đại yên còn kéo dài được đến lúc đó không nữa. Đồng mạch ở tướng vị, rất được bệ hạ tín nhiệm, vững như bàn thạch. Đại tư đồ ta lên không được, có không ít người đang nhìn chằm chằm vào vị trí này của ta, kẹp ở giữa rất khó làm. Nếu ngay cả nhi tử của mình, người kế tục cao gia ta cũng không gánh nổi, sẽ có không ít người bên dưới mượn gió bẻ măng. Người có nghĩ tới hậu quả chưa? Tường đổ mọi người đẩy, chống hỏng nhiều người đánh. Thiếu minh, nhớ kỹ, chỉ có người leo lên đến một vị trí nhất định, tay nắm được tài nguyên nhất định mới là người có ích. Đến lúc đó, dù đại yên không còn nữa, mặc kệ thuộc về ai, chỉ cần con còn có ích, dù cuộc sống không được bằng lúc trước, nhưng cũng có một chỗ an thân, cao ra còn có thể tạm thời an toàn. Người không có phận sự sẽ không có cơm ăn, còn không bằng cả tên ăn mày đầu đường. Cao Thiếu Minh, không phải phụ thân muốn con thành thành thật thật tiếp nhận sao? Bảo con tiếp nhận là để con biết tiến biết thối, không phải để cho con không gượng dậy nổi. Hôm nay, sau khi cha hỏi con theo thường lệ, đại nội tổng quản điền ngữ muốn chiêu con vào cung, nhưng bị ta tìm lý do ngăn lại, hoãn cho con sáng mai mới tiến cung. Có biết vì sao lão thái giám điền ngữ kia lại muốn con tiến cung không? Cao Thiếu Minh hơi suy tư, hẳn là không có nguyên nhân nào khác chuyện ở Kim Châu. Con không nhìn ra cái gì khác sao? Cao Thiếu Minh chắp tay, nhi tử không biết, xin phụ thân chỉ rõ. Tạm thời không có cách nào xuống tay với Nam Châu, nhưng Triều Đình sẽ không bỏ qua cho nghiêu hữu đạo kia. Năm xưa, Tống Long bị giết, Triều Đình muốn xử trí hắn, nhưng bị tên kia lôi băng tuyết cát ra lừa gạt, sau này mới hiểu. Về sau, đêm trước hôm Thương Triều Tông đánh Nam Châu, ca miểu thủy cùng Chu Quý Phi đến quận Thanh Sơn tìm hắn. Kết quả, chúng gian kế của hắn, không chỉ để cho Thương Triều Tông chiếm được Nam Châu, còn khiến bệ hạ tự bê đá đập chân mình phải phong thương triều tông làm thích sứ Nam Châu. Bệ hạ có nỗi khổ không nói được, sau đó, vì đủ loại nguyên nhân, vì lấy đại cục làm trọng, bệ hạ vẫn không động vào hắn. Sau tất cả mọi chuyện, có thể nói, như hữu đạo này chính là trợ lực lớn nhất sau lưng thương triều tông. Trước kia, ai có thể ngờ được một tiểu tốt vô danh lại có khả năng này, đều không coi hắn vào mắt. Lần này hắn xuất hiện tại Kim Châu, tống sử lại xảy ra chuyện, 89 phần 10 không thoát được có dính líu đến hắn. Thù mới hận cũ, bệ hạ há có thể buông tha cho hắn sao? Dù không phải hắn làm, bệ hạ cũng muốn chém cánh tay này của thương chiêu tông. Lão thái giám điền ngữ kia tự mình hỏi đến chuyện này, chẳng lẽ con còn chưa hiểu sao? Cao thiếu minh bừng tỉnh đại ngộ, cung lý diện muốn đích thân ra tay. Cao kiến thành gật đầu, cao thiếu minh trần trừ nói, đã quyết vậy, bệ hạ phái luôn ba phái lớn ra tay không được sao? chương 841, nghiệt xúc, hừ, cao kiến thành cười lạnh, trông cậy vào bọn họ sao? bọn họ còn tự cho mình là cao cao tải thượng từ trên nhìn xuống chắc sinh thiên hạ đại yên chín vị bay bay trên trời kia để cho các tu sĩ bên dưới tự giết lẫn nhau tam đại phái làm sao khác được trong cảnh nội nước yến bọn họ vẫn cứ vừa tu hành vừa tiêu hao thể lực lẫn chỉ sợ sẽ có ai uy hiếp được địa vị của mình chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ từ xưa đến nay họ vẫn không dễ dàng tham gia vào tranh chấp của các tu sĩ bên dưới không phải bệ hạ không lên tiếng Lần này ba phái lớn bước bách bệ hạ triệt binh, bệ hạ đã coi đây là điều kiện trao đổi để họ giết Ngưu Hữu Đạo. Theo lý mà nói, bệ hạ đã nhượng bộ lớn như vậy, ba phái không thể không đồng ý. Nhưng là ở chỗ, Long Hưu lại ngăn cản. Đã như vậy, bệ hạ cũng chỉ đành tự mình ra tay, một khi đắc thủ, Long Hưu có lửa cũng phải nhìn. Cao Thiếu Minh suy tư một lát, lại hỏi có phải phụ thân ngăn con tiến cung giữa đêm vì còn chuyện gì cần dặn dò không? Năm xưa, khi thất bại tan tác quay về từ nước triệu, con vẫn chú ý đến nghiêu hữu đạo, có phải không nuốt được cơn giận kia không? Cao Thiếu Minh hơi sửng sốt, không ngờ phụ thân đã phát hiện ra tâm tư của mình từ lâu, cúi đầu nói, một vài huynh đệ theo con đã vài năm bị tai họa, quả thực là nuốt không trôi cơn tức kia. Nhưng con cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đang tìm cơ hội thôi. Cơ hội của con đến rồi, Cao Kiến Thành chỉ chỉ vào lồng ngực y, Cao Thiếu Minh ngẩng đầu, không hiểu gì, hỏi thử cơ hội giết như hữu đạo sao. Không không không, ta không quan tâm đến việc nghiêu hữu đạo sống hay chết. Cao kiến thành khoát tay, lại tiếp tục cẩn thận dặn dò, gặp điền ngữ phải nhớ kỹ hai chuyện. Một là không thể lãng phí những chú ý của con về nghiêu hữu đạo mấy năm nay, phải thể hiện ra con hiểu rõ hắn, tốt nhất là để ông ta cảm thấy không ai hiểu rõ nghiêu hữu đạo hơn con. Thứ hai, con vẫn còn là sứ thần nước yến tại nước triệu. Đây chính là ưu thế trời ban cho con, ta đoán chừng nước triệu ném chuột sợ vỡ bình, cũng rất khó có khả năng sẽ xuống tay với Kim Châu con có thể nói với Điền Ngữ, rằng con thừa dịp du thuyết hải vô cực, để cho nước triệu cũng góp sức xử lý Nghiêu Hữu Đạo. Khi nói hai điều này, con phải thể hiện ra mình cam hận Nghiêu Hữu Đạo mãnh liệt, thù mới hận cũ bẩy hết ra cho ta. Con phải cho thấy con muốn báo thù tuyết hận, mục đích là lấy được nhiệm vụ chu sát Nghiêu Hữu Đạo. Cao Thiếu Minh hỏi thử, lấy công chuộc tội sao? Con đó, lăn lộn bên ngoài lâu như vậy rồi vẫn thiếu kinh nghiệm lăn lộn trong chiều. Cao Kiến Thành chỉ chỉ con trai, nhắc nhở Điền Ngữ là ai? là tâm phúc bên cạnh bệ hạ, là người bệ hạ tín nhiệm nhất. Nhìn vào cả đống chuyện nghiêu hiểu đạo đã làm ra, hắn có thể là người dễ đối phó sao. Lần này trong cung tự mình ra tay, đương nhiên điền ngữ sẽ chủ trì toàn bộ, nhưng ông ta không thể rời hoàng cung. Còn phải nhớ kỹ, nghiêu hiểu đạo sống hay chết không quan trọng. Quan trọng là, còn phải mượn cơ hội này liên hệ với điền ngữ. Ông ta sẽ phải báo cáo hết tiến độ làm việc với bệ hạ, nếu lúc nào điền ngữ cũng nhắc đến tên con trước mặt bệ hạ, Dần ra, không có công lao con cũng có khổ lao. Đây là cơ hội rất tốt để cải thiện ấn tượng về con của bệ hạ, bất mãn với con cũng tiêu dần. Ở gần nhau lâu ngày, không phải người của mình cũng thành người một nhà, về sau, có chuyện gì, ít nhiều điền ngữ cũng sẽ nghĩ đến ngươi. Ông ta chỉ cần nói một câu nhẹ nhàng bên cạnh bệ hạ cũng có tác dụng hơn đồng mạch. Quan trọng nhất là, con đang làm việc cho điền ngữ, nếu trong chiều có người muốn nhân cơ hội này dẫm lên con. Điền ngữ sẽ không dễ dàng cho kẻ đó thành công, đồng mạch cũng sẽ phải kiêng kỵ ba phần. Làm được vậy, chẳng những con không sao, ngược lại còn có thể lui tới gần gũi với điền ngữ, đây cũng là lực ảnh hưởng vô tình tới Cao Gia Ta, có thể ổn định quân tâm của Cao Gia Ta. Cao Gia Ta có người kế tục, đám cỏ đầu tường kia cũng không dám làm bậy. Cho nên, như hiểu đạo sống hay chết không quan trọng. Quan trọng là con phải tận lực để cho Điền Ngữ thấy, cho bệ hạ thấy. Cục diện trước mắt bất lợi cho Cao Gia, Chúng ta phải biến bất lợi thành có lợi. Cao Kiến Thành vỗ vỗ vai con trai, Cao Thiếu Minh cảm giác như nghe cha nói một câu còn hơn đọc sách 3 năm, nhưng vẫn hơi lo lắng, vạn nhất Điền Ngữ không đồng ý thì sao? Con cứ làm tốt việc của con đi, ta sẽ sắp xếp người trong cung phối hợp cùng. Chỉ cần con không sai lầm sẽ không có vấn đề gì. Cao Thiếu Minh thở ra một hơi, chắp tay nói, đa tạ phụ thân chỉ điểm, nhi tử đã hiểu, biết nên làm thế nào. Cao Kiến Thành vui mừng gật đầu, được còn bồn ba đường dài cũng vất vả, tắm một cái rồi nghỉ ngơi đi, đêm nay cân nhắc xem ngày mai vào cung ứng đối thế nào, đừng có phạm phải sai lầm gì. Cao gia có được ngày hôm nay không dễ. Vâng, nhi tử nhớ rồi. Trong kinh thành nước Tống, trong một tòa trạch viện được trông coi nghiêm mật, chiều thắng hoài ngồi trong đình, thi thoảng ngửa mặt lên trời thở dài. Kinh thành nước Tống dùng phi cầm đón y từ Kim Châu đến, y không thể vớt được cơ hội nào để gặp Nhiêu Hữu Đạo. Ngoại trừ hạn chế tự do của hắn, bên này không hề bạc đãi gì, không ngừng có rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi. Nhưng đối mặt với một bàn thịt rượu, y không thấy có mùi vị gì, ăn không ngon, ngủ không yên, cũng không tĩnh tâm tu luyện được, vẫn luôn chịu dày vò. Y biết, chuyện này mình đã làm lớn rồi, cả đời này y cũng không ngờ được mình có thể làm ra chuyện như vậy. Cuốn vào chuyện này, nghĩ thôi cũng sợ, nhưng y không còn lựa chọn nào khác. Y cũng ý thức được mình đã hãm sâu vào trong vòng xoáy, càng lún càng sâu. Như Hữu đạo kia như ác ma cuốn lấy mình, trở thành ác mộng của y, y có dốc hết sức cũng không thể thoát ra nổi, càng dẫy ruộng, cảm giác ngạt thở càng mãnh liệt. Y không ngừng tự nói với mình, lặp đi lặp lại rằng, nếu việc này có thể qua, cả đời này y không muốn gặp lại như hữu đạo nữa. Người này thật đáng sợ, không phải là tiền, 300 vạn kia y không cần, chỉ cần có thể thành thành thật thật là một đệ tử nho nhỏ ở vạn thú môn. Trong chính điện vạn thú môn, Cửu Sơn mới từ kinh thành nước tống quay về đang nói chuyện với trưởng môn Tây Hải Đường triều kính vô cùng lo lắng từ bên ngoài chạy vội vào thù sư đệ về rồi à, có thấy nhiệt xúc kia không thực ra lão định tự chạy đến kinh thành nước tống nhưng náo ra chuyện lớn như vậy sợ lão lấp liếm tông môn bèn yêu cầu lão tránh ra cừu sơn thở dài có gặp nhưng triều đình ỉ có lăng tiêu cát huyết thần điện liệt thiên cung làm chỗ dựa không chịu thả người chúng ta cũng không thể đi cướp người triều kính nổi giận bọn họ muốn làm gì tây hải đường hư lạnh muốn làm gì còn phải nói nữa sao đơn giản chỉ là thèm miếng thịt chảy mỡ nước yến kia, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thôi. Hiện giờ, Triều Thắng Hoài có muốn phủ nhận bọn họ cũng sẽ không cho y cơ hội công khai phủ nhận, nói trắng ra là hiện giờ, bất kể là nước yến có làm không, Triều Đình cũng phải đổ món nợ này lên đầu nước yến để làm biện pháp dự phòng cho mình. Trong thời gian ngắn, con cháu đệ đừng có mong rời kinh thành quay lại vạn thú môn. Nhiệt xúc, nhiệt xúc, Triều Kinh đen mặt nổi giận phì phì đập hai quyền vào nhau, chỉ hận không thể đấm một cái chết tươi Triều Thắng Hoài dù triều kính nghi ngờ tôn tử mình cũng vậy, dù sao y cũng là đệ tử vạn thú môn. Vạn thú môn chưa từng liên quan đến tranh đấu giữa các quốc gia, nói cho cùng, các nước cũng chỉ là việc mua bán của tu sĩ trong thiên hạ mà thôi. Tôn tử lão phạm phải cấm kỵ này, thân là trưởng lão vạn thú môn, lão làm sao ăn nói với người trên dưới tông môn. chương 842, có mắt không biết chân hào kiệt một. Cửu An Trần An, Chiêu Sư Huynh, bây giờ nổi giận cũng vô dụng. Ta đã hỏi Triệu Thắng Hoài, khi qua Kim Châu, y vô tình gặp nhóm Đồ Hoài Ngọc. Đồ Hoài Ngọc chủ động mời y đồng hành, Đồ Hoài Ngọc nói rằng có quen huynh, kéo huynh ra, y cũng không tiện từ chối. Khi bị tập sát, tình huống của y cũng rất nguy hiểm, phải liều mạng chém giết, vừa lúc một trong số các thích khách đã từng gặp y. Thử hỏi, suýt chút nữa thì mất mạng, dù là ai cũng phẫn nộ, sao có thể nhịn xuống không nói ra thích khách kia là ai? Y không nhìn ra được sẽ kéo ra chuyện lớn như vậy, tới khi phát hiện ra được vấn đề y lập tức sửa lời nói rằng mình nhớ nhầm nhưng sứ đoàn nước tống lại không cho y sửa bèn bắt giam y lại ngay tại chỗ chuyện xảy ra là như vậy thực sự là y không biết lại dẫn tới vấn đề lớn như thế tây hải đường trầm giọng nói chúng ta biết y vô tội cũng vô dụng tống sử gặp chuyện bỏ mình giữa đường rõ là muốn kích động nước tống gia nhập nước yến triều thắng hoài lại nhảy ra làm chứng người ta không nghi ngờ vạn thú môn tham gia vào cũng khó Triều Kính trầm ngâm nói, nếu Thắng Hoài không nói láo, cái chết của đồ Hoài Ngọc thực sự có thể khiến cho Cao thiếu Minh chút giận. Tây Hải Đường, bây giờ nói chuyện này có nghĩa lý gì không? Triều Đình, Lăng Tiêu Các, Huyết Thần Điện, Liệt Thiên Cung đều ham muốn nước Yến, bọn họ sẽ không cho phép Triều Thắng Hoài sửa lời. Một cái miệng này có thể đối nghịch được với bọn họ sao? Dù sao Vạn Thú môn cũng nằm trong cảnh nội nước tống. Triều Kính cười lạnh, ha ha, rõ là Cao thiếu Minh kia chút giận, làm hỏng đại sự của nước Yến giờ lại nhảy ra nói chiều thắng hoài vu oan nhân cơ hội gạt hết liên quan khỏi mình hắt hết nước bẩn lên đầu vạn thú môn chúng ta ta thấy tên chó chết này sống lâu quá phát chán rồi thực sự coi vạn thú môn là bùn mà nhào nặn tùy ý sao tây hải đường lập tức cảnh cáo người chưa có làm loạn chiều thắng môn đã khiến cho tiêu giao cung để mắt tới chúng ta ở nơi đầu gió chúng ta mà bị cuốn vào tiêu giao cung tử kim động linh kiếm sơn sẽ không ngồi nhìn bên này chỉ sợ lăng tiêu các huyết thần điện liệt thiên cung đang ước gì dọn sạch chúng ta khỏi đất tống đấy. Để xem tình hình thế nào đã rồi tính, cừu sơn, đạo lý tương tự như vậy, hiện giờ dù nước Yến có biết chân tướng cũng sẽ không cho phép cao thiếu minh nói thật, nhất định sẽ cắn chặt chiều thắng hoài vụ an. Trường môn nói không sai, trước mắt thắng hoài sẽ không trở về được. Nhưng chiều sư huynh cũng không cần quá lo lắng, bọn họ sẽ không làm gì chiều thắng hoài đâu, chỉ tạm thời bắt lại không cho y đổi lời thôi. Chiều kính oán hận, trở về cái gì? ta ước gì nhiệt xúc kia chết đi mới tốt. Trong hoàng cung nước tấn, trên gác cao ở ngự hoa viên, Thái Thúc Hùng dựa vào lan can dõi mắt trông về phía xa. Thiệu Bình ba leo lên lầu các, tới sau lưng lão, chào, bệ hạ. Đứng từ đây ngắm cảnh thế nào, Thái Thúc Hùng vung tay áo quét qua, như nhìn thiên hạ, ha ha, Thái Thúc Hùng ngửa mặt lên trời cười lớn, cực kỳ hào sảng. Cười xong, lão đập hai tay vào tay vịn lan can, cô vương đã để ý những người ngươi mang tới từ Bắc Châu, ai nấy đều là quan lại có tài, thử một lần là biết đều là tuấn tài, chờ một thời gian nữa sẽ được đại dụng. Bệ hạ quá khen, thiệu bình ba khiêm tốn, nhưng trong lòng khá chắc chắn. Những người kia đều do chính y tuyển ra, học xong lại được đưa đến địa phương ma luyện, đào thải dần dần. Khi rời khỏi Bắc Châu, những người được thu xếp rời đi càng là tinh anh trong tinh anh, dù là đào mệnh y cũng không nỡ bỏ lại, thử hỏi làm sao có thể là hạng bình thường. Nhưng dù sao nơi này cũng không phải Bắc Châu, y nói là được, từ khi bị chia đến các nơi, những người này đều chịu đủ loại cản trở, không thể buông tay buông chân làm một vố lớn. Thái Thúc Hùng thở dài, trong thời loạn này, không nhiều bách tính bình dân biết chứ. đệ tử nhà giàu sang lại. Có thể bồi dưỡng ra được nhiều nhân tài như vậy thực sự không dễ. Đúng rồi, cô Vương nghe nói, những người này đều là học sinh do một tay ngươi dạy. Chỉ một câu nói đó, Thiệu Bình Ba liền cảm nhận được cái gì gọi là gần vua như gần cọp, bèn đáp, năm xưa vừa lập nên Bắc Châu, mọi thứ đều hoang tàn, vi thần khổ vì trong tay không có nhân tài, bất đắc dĩ mới hao tài hao lực mở học phủ tự mình bồi dưỡng. Biện pháp này không tệ, cô vương dự định bắt trước ở nước tấn, người có kinh nghiệm, do người chủ trì, thế nào? Thiệu bình ba suy nghĩ một chút, chậm chậm đáp, bệ hạ, Bắc châu ban đầu là phá rồi lại lập, không có lực cản gì. Nước tấn mở học phủ, sợ là nếu dùng khuôn mẫu như vậy sẽ rất khó khăn. Vi thần cảm thấy vẫn nên tạm hoãn lại một chút, chờ có cơ hội thích hợp suy nghĩ thêm về việc này cũng không muộn. Thái Thúc Hùng trầm mặc, lão hiểu thâm ý trong lời Thiệu Bình Ba vừa nói, lúc này mà mở học phủ, động một cái ai nấy sẽ đều biết là lão đang chọn mới, chỉ sợ đều gạt ra nhét người vào. Đừng nói đến tuyển mới, chỉ sợ danh ngạch cũng không đủ cho đám con em nhà Vương Công Đại Thần. Là lão sẽ ra mặt đối nghịch với Vương Công Đại Thần, hay là Thiệu Bình Ba không quyền không thế trước mặt này đứng ra đối nghịch. Đã không ngăn được nhét người, mà chọn đúng một đống giá áo túi cơm chỉ biết trêu hoa gẹo nguyệt, vậy còn cần dựng học phủ làm gì nữa. Lão khẽ gật đầu, đúng vậy, thời cơ còn chưa chín. Chờ có cái cớ thích hợp, chế ra được quy củ không ai phản đối được. Là cô vương nóng lòng rồi, thôi để nói sau, lão khoát tay áo, thạm thời không thể không từ bỏ, đúng rồi, người có xem tin từ bốn nước phía đông chưa? Thần đã xem, việc này xảy ra cũng phải đắn đo, sợ là không đánh được. Cô vương thực sự muốn xem bọn họ chó cắn chó, nhưng hiện giờ đánh nhau sẽ không phù hợp với lợi ích của cô vương. Tiện nghi cho bọn họ, Thiệu Bình Ba cười nói, chỉ ít bệ hạ có thể thấy, bốn nước phía đông chính là củi khô tưới sẵn dầu, chỉ một đốm lửa là có thể cháy bùng lên được. Chỉ cho tương lai bệ hạ châm lửa thôi. Ha ha, nói không sai. Có điều, cô Vương không hiểu lắm, vì sao vạn thú môn lại bị cuốn vào chuyện thế này. Thiệu Bình Ba lạnh nhạt đáp, không phải vạn thú môn muốn liên quan vào, mà là có người đang làm chuyện xấu phía sau. Triều Thắng Hoài kia là người của Ngưu Hữu Đạo, sau chuyện lần này, vi thần đã tin chắc rằng triều thắng hoài kia đã bị nghiêu hữu đạo khống chế. Tất cả đều do hắn điều khiển sao lưng, người của nghiêu hữu đạo, thái thúc hùng kinh ngạc quay người lại, ánh mắt có vẻ nghiền ngẫm. Trong lòng lão giấy lên nghi ngờ, có phải cái bô nào ỉa xong cũng chụp lên đầu nghiêu hữu đạo không? Trước đại hội linh thú, vi thần đã sắp xếp người ám sát nghiêu hữu đạo. Người đầu tiên ra tay với nghiêu hữu đạo chính là triều thắng hoài. Hiểu lão nghi ngờ điều gì, thiệu bình ba bèn nói rõ tiền căn hậu quả, sau khi xử lý, chẳng những chiều thắng hoài bị như hữu đạo khống chế, hai tu sĩ bên cạnh vi thần cũng xảy ra vấn đề. Tống thư bị giết, chỉ còn lại Trần Quy Thạc kia. Thế nào vi thần cũng không thể ngờ được một người mà vi thần vẫn đinh ninh là kẻ thù của Ngưu Hữu Đạo lại là thám tử của hắn bên cạnh thần, dẫn đến Bắc Châu thảm bại. Nếu không phải lần này như Hữu Đạo nhất định dồn vi thần vào chỗ chết, chỉ sợ đến giờ vi thần cũng không biết người bên cạnh mình lại là gián điệp của hắn. Sau lần này, Vi thần cũng hiểu tại sao năm xưa ba vạn con chiến mã lại bị hắn cướp đi. Nói đến chuyện này, y vẫn hận đến nghiến răng, hai lần thảm bại đó, thực sự là quá oan ức. Ba vạn con chiến mã, chuyện gì xảy ra, Thái Thúc Hùng không biết chuyện này, tò mò hỏi. Lúc trước, Bắc Châu có rất cần chiến mã, vi thần đã ấp ủ chuẩn bị bên nước tề từ sớm. Thiệu Bình ba kể sơ lại chuyện đã qua, không tiết lộ chuyện liên quan đến hiểu nguyệt các. mươi 843, có mắt không biết chân hào kiệt hai thì ra là thế thái thúc hùng khẽ gật đầu lúc trước lão có từng nghe nói đến chuyện đột nhiên thương triều tông kiếm đâu ra cả đống chiến mã không ngờ là cướp từ trong tay thiệu bình ba món mua bán tiện nghi này đến tiền vốn cũng không mất thiệu bình ba quay lại chuyện chính sở dĩ để triều thắng hoài cuốn vào việc này là vì thân phận bối cảnh của y những người khác căn bản không có cơ hội đến gần đồ hoài ngọc không thể tham dự vào đương nhiên không thể làm giả chứng cứ đây là âm mưu trăm phương ngàn kế đột nhiên triều thắng hoài nhảy ra không phải là Ngưu Hữu Đạo đang làm trò quỷ còn có thể là ai. Nghe rõ từng chuyện từng chuyện, Thái Thúc Hùng hãi hùng khiếp vía. Cướp chiến mã, hóa giải nguy cơ tràn ngập ở Vạn Thú môn, ép Thiệu Bình Ba phải bỏ trốn, bốc lên phân tranh tông yến, không có chuyện nào là đơn giản. Lão cũng không nhắc đến chuyện Đá Thiên Ngọc môn ra khỏi Nam Châu, thu cháu của Ngọc Thương làm học sinh. Nếu là thủ hạ của lão, chuyện nào thành công cũng là công lớn, chắc chắn lão phải trọng thưởng. Tất cả những chuyện này đều do một người gây nên lão hơi hít mắt lại thương chiều tông có người này tương trợ như hổ thêm cánh khó trách chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã có thể quật khởi nhanh chóng như vậy nghiêu hữu đạo này quá nguy hiểm nếu cô vương có thể sử dụng thì thôi nếu không tất sẽ thành hậu hoạn khi cô vương xua binh đông tiến quyết không thể lưu lại thiệu bình ba vẫn bình tĩnh y kể chuyện bị mất chiến mã mượn cơ hội kể từng chuyện từng chuyện ra chính là để cho thái thúc hùng hiểu sự nguy hiểm của nghiêu hữu đạo y còn chưa đứng vững gót chân không thể dùng sức của nước tống để đối phó với nghiêu hữu đạo, nhưng có người có thể, chính là vị trước mắt này. Để tránh hiểm nghi, y lại khuyên nhủ, không cần bệ hạ ra tay, trước mắt cứ xem đã. Thương kiến hùng sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho hắn. Thái thúc hùng lắc đầu khoát tay tỏ ý không phải vậy. Lão nhìn ra xa xa, vừa phiền muộn vừa tiếc hận, nói thật là kỳ tài cái thế miệng ngậm nhật nguyệt, tay cầm càn khôn. Có người này lo gì thiên hạ bất bình, cô vương biết đến chậm, có mắt mà không thấy hào kiệt thực sự, rất đau lòng. Thương Triều Tông chỉ là một đứa trẻ, có tài đức gì mà đền đáp. Ngựa tốt phải phối với yên tốt, chim khôn phải biết lựa cành mà đâu. Chẳng lẽ cô Vương không bằng đường con chim nhỏ kia? Đột nhiên lão quay người lại, cô Vương muốn mời chào, không biết bình ba có thể dung hạ hắn, nguyện ý xóa nhòa hiểm khích lúc trước với hắn không? Nếu không nguyện, cô Vương cũng sẽ không động tâm tư đó. Thiệu bình ba nghiêm mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, xin hỏi bệ hạ, có được thiên hạ lớn hơn, hay là báo tự oán lớn hơn. So với thiên hạ, mất một bắc châu có đáng là gì? Chẳng lẽ trong mắt bệ hạ, vi thần lại là kẻ tiểu nhân không biết nên lấy hay nên bỏ ư? Chỉ cần nghiêu hữu đạo nguyện ý theo bệ hạ, vi thần nguyện xóa bỏ hiểm khích trước kia cùng hắn, cam tâm tình nguyện cùng hắn phụ tá bệ hạ. Đây là lời thật lòng của y, cũng không phải lời nói thật. Không thật lòng là ở chỗ, y không tin nghiêu hữu đạo có thể buông tha cho mình. Ngược lại, y cũng tin nghiêu hữu đạo nghĩ giống mình, hắn sẽ không bỏ qua cho y há y lại tha cho hắn dù là ai đắc thế cũng chính là lúc chết của người còn lại thực tình y biết điều thái thúc hùng mong muốn chỉ là mong muốn đơn phương không thể có khả năng nghiêu hữu đạo quy thuận thái thúc hùng y và nghiêu hữu đạo đã giao thủ nhiều lần đều tính toán dồn đối phương vào chỗ chết song phương đều từng giao thủ với nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nên vẫn hiểu nhau ở một mức độ nào đó trong một mức độ nào đó nghiêu hữu đạo và y là cùng một loại người đều không muốn bị người khác khống chế. Nếu không phải vì bị bước đến mức không còn cách nào khác, làm sao y lại có thể vứt bỏ Bắc Châu tìm nơi nương tưa. Tương tự, Nghiêu Hiếu Đạo đã kinh doanh Nam Châu đâu ra đấy, hiện giờ, ở Nam Châu, hắn có địa vị nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không có khả năng bỏ Nam Châu tới đây cúi đầu xưng thần. Cho nên y biết, nguyện vọng mời chào của Thái Thúc Hùng sẽ không thành, nhất định sẽ giết hắn, y cần gì phải làm tiểu nhân, bôi đen hình ảnh của mình trong mắt Thái Thúc Hùng. Nhưng Thái Thúc Hùng lại hơi động lòng, vì thái độ nghĩa chính ngôn từ không chút do dự kia mà vui lòng, hào hứng nói, nếu đại thần trong triều đều có thể trí công vô tư, có ánh mắt dài lâu như ngươi, nước tấn há có thể suy sụp tới mức này, sớm đã như mẽ hổ phá chuồng gầm khắp thiên hạ. Có được công tử chính là may mắn của cô vương, chính là may mắn của đại tấn. Cô vương không nhìn lầm người, rất tốt, bệ hạ quá khen, nước lên thuyền mới lên, vi thần cũng có tư tâm. Thiệu bình ba chắp tao cúi đầu đa tạ, đạo lý này ai cũng hiểu, cả chiều trên dưới có ai không hiểu đạo lý đó. Đều hiểu cả, nhưng trên thực tế, người biết nặng nhẹ lại như lông phượng sừng lân, chỉ riêng điều này ngươi đã mạnh hơn bọn họ gấp trăm ngàn lần. Thái Thúc Hùng khen y hết lời, người ta có thể quên hết ân oán trước kia, y cũng sẽ không tiếc lời ca ngợi. Thiệu Bình Ba chỉ có thể lại cúi đầu, không dám nhận. Thái Thúc Hùng đưa tay đỡ y dậy, lại chắp tay nói, cô Vương biết người vẫn còn do dự không quyết về chuyện bố cục nước tề và nước vệ. Có phải nên tăng thêm tốc độ rồi không? hay là bên hắc thủy đài không cố gắng phối hợp với ngươi? Ai dám làm lỡ chuyện lớn này, ngươi cứ việc nói. Việc châm ngòi quan hệ tỷ đệ nước vệ, phụ tử nước tề, lão giao cho thiệu bình ba lo. Trước mắt thiệu bình ba cũng không có chuyện gì khác, chủ yếu chỉ là mưu sĩ bên cạnh lão, không có công lao, cũng khó sắp xếp vị trí thích hợp cho y. Thiệu bình ba vừa đến lão đã dành cho y yêu đãi đặc biệt, trong chiều đã có lời chỉ trích, nếu phong cho y vị trí cao quá sớm cũng không ổn. Đại kế này phải giữ bí mật, không thể để lộ ra phong thanh, cũng không thể để cho người trong chiều biết, cũng là lão cho thiệu bình ba thử đao. Một khi chuẩn bị của thiệu bình ba có hiệu quả, sẽ có thể trợ giúp cho đại quân xuất kích, thế như trẻ tre, chính là một công lớn. Lập được đại công như vậy, luận công ban thưởng không ai có thể nói gì, có thể danh chính môn thuận cho thiệu bình ba thượng vị. Lão hiểu đạo lý này, thiệu bình ba cũng hiểu, nghe vậy. Thiệu Bình Ba nghiêm mặt giải thích cũng không phải đào tổng quản không toàn lực phối hợp, mà là vi thần không muốn qua loa dù vệ quân hoang đường nhưng huyền vi của nước vệ là bậc cân quắc mà không thua đấng mải dâu tề hoàng hạo vân cũng không phải kẻ tầm thường một khi đánh cỏ động rắn bị bọn họ phát giác rồi đề phòng về sau muốn dùng lại chiêu này sẽ không có hiệu quả nữa chiêu này không ra thì thôi vừa ra nhất định phải có hiệu quả nhất kích tất sát trước mắt vi thần không vừa lòng với nhân tuyển của hắc thủy đài đưa tới nhất định phải cẩn thận chuẩn bị không thể có sai lầm muốn xếp người vào đó phải làm được kín kẽ không có khe hở đối phương không thể tra ra vấn đề. Ừm, nói có lý, là cô vương nóng lòng. Thái Thúc Hùng liên tục gật đầu đồng ý, ngươi tâm tư kín đáo, bằng năng lực của ngươi, giao việc này cho ngươi làm, cô vương yên tâm. Tạ bệ hạ tín nhiệm, phi thần nhất định không phụ sự phó thác của bệ hạ. Phủ thứ sử Nam Châu, trong anh vũ đường, mông sơn minh ngồi trước địa đồ, thương chiêu tông đứng bên cạnh. Dù biết nước Yến đã lùi binh, bỏ ý đồ tấn công Nam Châu, nhưng chuyện bên nước triệu vẫn chưa xong kim châu vẫn là áp lực cực lớn một khi kim châu có sai lầm gì nam châu sau lưng sẽ rơi vào tình trạng hai mặt gặp địch hiện giờ trên bản đồ đang thể hiện tình trạng nước triệu điều động binh lực nơi này họ cũng bàn bạc bà kế hoạch một khi khai chiến sẽ đánh thế nào để phòng nguy cơ lam như đình cầm thư đi vào sau khi chào hỏi bèn đưa cho thương chiêu tông thư của đạo gia dặn vương ra tập kết một vạn anh dương vũ liệt vệ tiến vào kim châu đồng thời tập kết đại quân tiến tới kim châu bày ra thế không tiếc sóc lòng trợ giúp Kim Châu đối kháng với triều đình nước Kim, giúp chấn nhiếp. chương 844, Cẩn trọng ngôn từ, Mông Sơn Minh nhìn chằm chằm vào địa đồ, gật đầu chuyện trong dự liệu. Làm như đình gật đầu, Kim Châu và Nam Châu ta là răng với môi, cần phải dựa vào nhau, hiện giờ không ai có thể ngã xuống, nếu không, chỉ còn một bên, rất khó ứng phó với giày vò của cả một nước. Bổn vương giống như kẻ phụ hỏa của đạo gia vậy, chợt thương chiêu tông thốt lên một câu. Mông Sơn Minh và Lam Như Đình đều giật mình, quay lại nhìn y, đều kinh ngạc không nói được gì, đều không nhịn được mà nhìn quanh, như lo lắng tai vách mạch rừng. Lời này khiến cho hai người hãi hùng khiếp phía. Thương Chiêu Tông thấy vậy khoát tay áo, cười gượng, không nên hiểu lầm, bản vương không có ý gì khác. Bản vương cũng biết nhất định phải trợ giúp Kim Châu một chút, chỉ là, từ đầu tới cuối, đạo gia không hề lộ chút kế hoạch gì với chúng ta, chỉ dựa vào một câu nói trên tờ giấy này liền điều động đại quân có vẻ quá trẻ con đây là thế cục đã sáng tỏ nếu thế cục không rõ ràng bản vương hạ lệnh mà mơ mơ hồ hồ thiên quân vạn mã tiến ra sao đóng quân thế nào điều khiển làm sao chẳng lẽ cứ phải xông về kim châu mãi sao mông sơn minh từ tốn nói có lẽ đạo gia không hiểu chuyện này nên mới làm vậy có cơ hội ta sẽ câu thông với hắn hẳn là hắn sẽ hiểu nhưng mà vương gia ngài vẫn cần ăn nói cẩn thận nhịn xuống lam nhược đình ấn ấn hai tay xuống nhỏ giọng nhắc nhở, khi lão sư còn sống đã từng nói với tiên vương, tấm lòng vương giả có thể nhập trăm sông, khi dùng người không thể để lộ hết sự sắc bén của mình, thể hiện ra mình ngốc một chút, mới có thể dùng hết kỳ tài. Nếu mọi thứ đều tự có chủ trương, người dưới chỉ cần chờ lệnh là xong, làm sao người ta thoải mái tự nhiên được. Khiến người ta khúm núm, sao họ có thể cam tâm tình nguyện tận hết kỳ lực. Vương gia cũng biết năng lực của đạo gia, vương gia thiếu hụt điều gì thì cứ buông tay để hắn bổ sung cho mình, không nên tự quyết mọi chuyện, ngài mở một mắt nhắm một mắt. Chuyện gì vương gia nên làm chủ, vương gia cứ hiển hết phong mang. Về điểm này, đạo gia thực sự là kẻ thông minh, chuyện không nên nhúng tay, hắn gần như không hỏi đến. Vương gia, nhịn xuống, nhịn xuống, thương chiêu tông cười khổ, còn nhớ năm xưa khi mới thoát khốn khỏi kinh thành, bản vương vung đao giết tướng thủ thành, làm tiên sinh đã chê ta quá xúc động, hiển hết phong mang, một mực dặn ta phải nhịn xuống, không biết đã nhắc bao nhiêu lần. Bản vương hiểu tâm ý của tiên sinh bản vương cũng biết nên làm thế nào. Bản vương chỉ thuận miệng nói thôi, không có ý gì khác, mông soái và tiên sinh cứ yên tâm. Dù là y bộc lộ cảm xúc hay là tùy ý nói ra, mông sơn minh vẫn từ tốn nhắc lại cẩn trọng ngôn từ. Cùng lúc vương phủ nhận được tin này, đại thiện sơn cũng nhận được thư nghiêu hữu đạo gửi tới. Trong một gian sảnh, hoàng liệt xem qua thư, đưa cho các vị trưởng lão truyền tay nhau. Nội dung trong thư cũng không có gì khác biệt, chỉ dặn Đại Thiện Sơn điều động lượng lớn nhân thủ hộ tống đại quân của Thương Chiêu Tông Tây Tiến, tạo áp lực với nước triệu. Bên này cũng không ngốc, thế cục tới nước này, đương nhiên ai nấy đều hiểu đại quân Tây Tiến tạo áp lực nhằm mục đích gì, là muốn giữ Nam Châu sau lưng Kim Châu. Đám người lần lượt đọc thư, Hoàng Liệt đi ra ngoài đại sảnh, đứng trên bậc thang dưới mái hiên, chắp tay nhìn trời, khẽ thở dài. Thế cục vậy rồi, không theo không được, giữ Kim Châu cũng là giữ lợi ích của Đại Thiện Sơn, có điều, cảm giác bị người ta dắt mũi dẫn đi khá khó chịu. Nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác, triều đình nước Yến rút quân, bên này còn chẳng có tư cách làm cỏ đầu tường nữa. Dù là địa thiện Sơn hay Thương Chiêu Tông, không ai có thể trì hoãn. Thương Chiêu Tông lập tức hạ lệnh, triệu tập đại quân nhân mã ứng phó triều đình bắt đầu chuyển hướng sang Kim Châu, bày ra tư thái không tiếc trả cái giá lớn để giúp Kim Châu. Trong hoàng cung nước triệu, Hải vô cực đứng trước địa đồ, suy nghĩ thật lâu. Một thái giám bưng khay canh tới bên cạnh khẽ nhắc nhở, "Bệ hạ, cả buổi sáng ngài chưa dùng." Hải Vô Cực phất tay một cái, "Khay đổ, bát ngọc vỡ, canh tràn tứ tung." Thấy khuôn mặt lo lắng của lão, thái giám kia bị dọa sợ hết hồn, vội quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên. Hải Vô Cực âm u đi qua đi lại chôn điệt, có thể nói là đang cố gắng nhẫn nhịn đè nén lửa giận. Nước yến nhát gan, thế liên thủ của Yến Triệu đột nhiên bị phá, Nam Châu lại ra tay xua binh tây tiến, binh lực hai châu liên thủ kéo dài bào nước chịu không chịu nổi, dễ khiến cho người ta thừa lúc vắng mà vào nhà. Lão không thể tiếp tục cố chấp nữa, khí thế hùng hổ, hành quân lại lặng lẽ. Vấn đề là, chuyện không có chứng cứ, không có nghĩa là người khác không biết. Hiện giờ có ai là không biết lão hạ độc thủ với muội muội mình, kết quả, hải như nguyệt không bị độc chết, cũng không dám đụng vào kim châu nữa, gánh chịu tiếng xấu còn không mò được tí lợi nào, có thể nói là mất hết mặt mũi rồi, mà không có chỗ nào phát tiết đống lửa giận này. Bệ hạ, lại một thái giám đi vào, xét xét tình hình trong điện, lại nhìn sắc mặt lão, lập tức thận trọng thưa, bệ hạ, có sứ thần nước yến cao thiếu minh cầu kiến. Y còn có mặt mũi tới gặp quả nhân, hải vô cực không nhịn nổi lửa giận nữa mắng loạn lên, đồ vô dụng. Không gặp, bảo y cút, đưa tin tới nước yến, nói rằng quả nhân không chào đón người này, bảo nước yến đổi người tới làm sứ. Phủ thứ sử Kim Châu, từ đồ rượu vui tươi hớn hở dẫn mấy người vào viện tử của Ngưu Hữu Đạo. Quản phương nghi thông báo, Nghiêu hiểu đạo ra mặt, song phương vừa chạm mặt, từ đồ rượu liền thoải mới cười lớn báo tin vui, lão đệ, triều đình rút quân, bình ổn phong ba. Nghiêu hiểu đạo cũng cười nói, từ đồ trưởng môn, ta không lừa gạt ngươi chứ. Đại quân Nam Châu ta phản ứng khá thần tốc, có chậm trễ nửa phân không. Từ đồ rượu buông được tảng đá lớn trong lòng xuống, tâm tình vô cùng thoải mái sung sướng, nắm lấy tay hắn, vỗ vỗ, không có không có, hoạn nạn mới biết chân tình, lão đệ là người đáng tin cậy. Có lão đệ tỏa trấn Nam Châu, vạn động thiên phủ ta có thể yên tâm giao sau lưng cho ngươi. Trước mặt mọi người, ta cam đoan với đệ, đại thiện sơn không đại diện được cho thái độ của Nam Châu, về sau, chuyện của hai châu, vạn động thiên phủ ta chỉ cùng bàn bạc với lão đệ. Như hữu đạo lại hỏi, có làm nhục tình đồng minh không? Như một đôi phu thê, vĩnh kết đồng tâm, phu thê, như hữu đạo nhìn nhìn bàn tay mình đang bị nắm lấy, suýt nổi ra gà, rụt tay lại, trêu chọc, nếu là phu thê, vậy nhất định Kim Châu là đằng gái. Tư đồ diệu không phục, dựa vào cái gì mà Kim Châu phải chịu phục, ta thấy Nam Châu giống đằng gái hơn. Nghiêu hữu đạo khoát tay, lời ấy sai rồi, hải như Nguyệt là nữ, không thể biến thành Nam. Vương gia là Nam, cũng không thể thay đổi thành nữ nhân. Hợp lại như vậy, hoàn toàn chính xác là giống một đôi phu thê. Hắn vừa dứt lời, đám người vạn động thiên phủ không thể nói được gì nữa, sắc mặt lê vô hoa có hơi run rẩy. Quản phương nghi hé miệng cười trộm, phát hiện ra, đúng là đạo gia không dễ chịu thiệt, há mồm ra là đạo lý. chút tiện nghi ấy người cũng không chịu nhường ta. tư đồ diện trách đùa, vỗ vỗ vai nhiêu hữu đạo, lão đệ bối phận tranh lệch, ý là chỉ bối phận của hải như nguyệt và thương chiêu tông. đám người cười ha ha, nhiêu hữu đạo cũng cười to, coi như chỉ là trò đùa. lão đệ nói chuyện một chút, tư đồ diệu cười cười, cười đẩy vai nhiêu hữu đạo, đưa tay mời. hai người tách khỏi đám người, nhiêu hữu đạo hỏi tư đồ trưởng môn có gì chỉ giáo. tư đồ diệu rất thẳng thắn. Cảm khái nói, lão đệ, mặc dù nguy hiểm ở Kim Châu, Nam Châu đã được giải, nhưng lại làm hỏng chuyện tốt của một số người. Dù sao Vạn động Thiên phủ cũng là hào cường một phương, triều đình không dám làm loạn, nhưng ngươi thì khác. Tư Đồ Diệu chỉ chỉ bả vai của Ngưu Hữu Đạo, người căn cơ nông cạn, Đại Thiện Sơn sẽ không liều lĩnh vì ngươi. Tạm thời Nam Châu sẽ không sao, chỉ có ngươi mới đáng lo, sợ là hoàng đế nước Yến Thương Kiến Hùng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta biết bản lĩnh của lão đệ ngươi. Có người ở Nam Châu ta cũng yên tâm, những người khác chưa hẳn đã có được bản lĩnh ngăn cản triều đình nước Yến. Lần này hải vô cực chịu lỗ vốn tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Vạn động thiên phủ cần một hậu phương ổn định, nên ta không hy vọng ngươi sẽ xảy ra chuyện gì. chương 845, cái đầu của Thiệu Bình Ba. Dù có phải là thực tình hay không, lần này đối phương đã kiệt lực giải vây cho hắn, sau một vài chuyện, xem như có cơ sở để tin tưởng. Nghiêu hữu đạo chống hai tay lên kiếm, chán nản, giang hồ cưới ngựa, gió cũng được, mưa cũng được, một chiếc áo tơi che mưa cả đời. Tư đồ diệu nghe vậy lắc đầu, sắc mặt có vẻ tán thưởng, nếu ta trẻ lại mấy tuổi, chắc chắn sẽ trở thành mạc nghịch chi giao với ngươi. Giờ cũng không muộn, như hiểu đạo đổi thái độ, đầy vẻ mong đợi nói, nếu tư đồ trưởng môn không chê, ta nguyện cùng tư đồ trưởng môn kết bái làm huynh đệ khác họ. Dừng lại, tư đồ diệu hơi sừng sốt, vội xua tay ngăn cản, ta hỏi này, có phải ngươi thích chơi trò này không? lệnh hồ thu kết bái với ngươi bị bắt vào đại lao kinh thành nước tề phong ân thái kết bái với ngươi kết quả toàn phái từ trên xuống dưới đều bị ngươi đá ra khỏi nam châu hiện giờ đến lượt ta rồi sao lão phu không có phúc nhận rồi nghiêu hữu đạo đáp trước khác nay khác tư đồ trưởng môn không giống bọn họ chúng ta là minh hữu đừng tư đồ diệu khoát tay đúng là ta không giống bọn họ ta thân là trưởng môn vạn động thiên phủ nhất cử nhất động đều là đại diện cho cả vạn động thiên phủ mọi thứ đã không thể làm theo ý mình. Chuyện kết bái này, cá nhân ta không thể làm chủ. Ta thấy vẫn nên miễn đi, không sao, tư đồ trưởng môn có thể thương lượng với bọn họ một chút. Nếu đồng ý thì sao, tư đồ diệu không tiếp tục kéo dài chủ đề này với hắn nữa, đổi hướng, chuyện bên này đã ổn rồi, ta cũng không thể ở lại đây mãi. Có thể hai ngày tới sẽ phải rời đi, lão đệ phải bảo trọng. Dứt lời, lão chắp tay quay người rời đi, đám người vạn động thiên phủ rời đi rồi, quản phương nghi sán lại, lén la lét lút, lão ta nói gì với ngươi? Ha ha, không có gì, nói thương kiến hùng sẽ không bỏ qua cho ta, dặn ta phải cẩn thận một chút. Quản phương nghi thở dài, như hiểu đạo quay sang nhìn bà ta, đừng thở dài, ta linh nguyên đan bổ sung cho ta tu luyện có chưa? Yên tâm đi, không thiếu của ngài được, quản phương nghi lườm hắn, chợt đầy nghi ngờ nói, sao ta cảm giác chi phí tu luyện của ngài càng ngày càng không bình thường. Lượng ngài sử dụng bây giờ không giống với trúc cơ bình thường. Trúc cơ có thể dùng nhiều linh nguyên đan vậy sao? Sao ta cảm giác giống như lượng kim đan kỳ sử dụng đó? Không phải ngài đã đột phá lên kim đan kỳ chứ?